Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 71. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn chỉ là tò mò chứ cũng không nghĩ đi mạo hiểm. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến Vương Thành mạo hiểm thật sự. Lúc này trên đường cũng có tu sĩ xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đi về phía Vương Thành mạo hiểm. Theo lời của Trịnh Bân Bân nói thì nơi Vương Thành mạo hiểm này chính là nội thành trước kia, chiếm diện tích rất nhỏ, nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên vẫn có cửa thành tường thành to lớn như trước, hơn nữa còn cao 9 trượng rất đồ sộ. Ở trên tường thành chất đống cát mà thành mơ hồ còn có lưu quang lấp lánh, Dương Bách Xuyên nhìn ra được đó là trận pháp phù văn, nói cách khác toàn bộ tường thành có một tòa đại trận, trên không thể phi hành, dưới không thể độn thổ, các hướng đều có đại trận thủ hộ. Cổng thành cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, cách thật xa có thể nhìn thấy có binh giáp đang thủ hộ, có 9 người đang canh giữ cửa thành, mỗi một khí tức đều là cấp bậc nguyên anh, tướng lĩnh dẫn đầu chính là cấp bậc nguyên anh đại viên mãn. Từ điểm này Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra Vương Thành mạo hiểm là nơi đầm rồng hang hổ, người trông coi đều là cấp bậc nguyên anh, nghĩ đến trong thành chắc là cũng sẽ không ít tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Lúc Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân đi cưỡi hỏa vân khuyến đi qua, binh tướng giữ cửa thành như lâm đại địch, nhưng ngay khi nhìn rõ là Trịnh Bân Bân thì lập tức thả lỏng, vội vàng tiến lên quỳ gối miệng hô cung nghênh công chúa trở về thành. 9 gã binh tướng chỉnh tề cung kính hành lễ. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì sửng sốt. Công chúa. Hiển nhiên hắn không ngờ Trịnh Bân Bân lại là công chúa, chuyện này Trịnh Bân Bân cũng chưa từng nhắc tới. Nhưng lấy lại tinh thần rồi suy nghĩ, hắn thấy cũng không có gì là lạ, tổ tiên của Trịnh Bân Bân ở Vương quốc Mạo Hiểm, một tay sáng lập ra Vương quốc Mạo Hiểm, Trịnh gia là hoàng tộc của Vương quốc Mạo Hiểm, Trịnh Bân Bân được xưng là công chúa cũng là chuyện bình thường. Đứng lên đi, trong thành có phát sinh chuyện gì không? Trịnh Bân Bân từ trên cao nhìn xuống hỏi, giờ khắc này Trịnh Bân Bân trong mắt Dương Bách Xuyên thật đúng là giống như một vị công chúa cao cao tại thượng, khí thế và sắc mặt đều phát sinh biến hóa, rất lạnh lùng. Hồi bẩm công chúa, toàn thành đều yên ổn, tướng lĩnh đứng đầu cung kính trả lời. Các ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ, vất vả rồi. Trịnh Bân Bân thuận miệng nói chuyện, quay đầu lại nói với Dương Bách Xuyên, Xuyên tử, chúng ta vào thành thôi. Được. Dương Bách Xuyên cũng không hỏi nhiều gì, hai người đi theo phía sau Trịnh Bân Bân vào Vương Thành mạo hiểm. Vừa vào thành, trong tầm mắt hắn xuất hiện từng tòa kiến trúc phong cách độc đáo, tất cả đều là cát chất đống mà thành, cao thấp đều có, kiến trúc thấp 2-3 tầng, cao đến mức gần như có thể chui vào trên mây. Thật sự rất chấn động, một tòa kiến trúc màu vàng đất giống như tháp cao hoàn toàn khác xa những lầu các cung điện trong tưởng tượng của hắn, nhưng nhìn rất kiên cố và trang nghiêm. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ đây hẳn là phong cảnh đặc biệt của Châu Tây Sơn. Từng con đường vô cùng rộng lớn, người đến người đi, tất cả đều là khí thức tu sĩ, làm người cũng có khí thức yêu tộc, nhưng theo cách nói lúc trước của Trịnh Bân Bân, phàm là yêu tu có thể vào Vương Thành mạo hiểm, đều là tồn tại đắc đạo hóa hình. Cũng giống như nhân tộc đều sẽ tuân thủ quy tắc của Vương Thành mạo hiểm, cũng không tồn tại mâu thuẫn gì. Có thể vào Vương Thành mạo hiểm đều là linh yêu yêu tu. Hơn nữa ở thời đại mạo hiểm vương của nhân tộc và yêu tộc chưa từng phát sinh mâu thuẫn lớn, dù sao nếu có tinh thần mạo hiểm, Vương Thành mạo hiểm đều tiếp nhận, truyền thống một con thật sự được giữ lại đến bây giờ. Bên tai không ngừng vang lên tiếng quát lớn làm cho Dương Bách Xuyên có một loại ảo giác, như thể đã đến thành thị phồn hoa của trái đất. Ngay khi Dương Bách Xuyên ngắm rất nhiều hoàn cảnh trong thành, Trịnh Bân Bân mở miệng giải thích, Xuyên tử, thật sự ta chỉ là công chúa trên danh nghĩa. Những binh tướng kia đều từ điện mạo hiểm đi ra cho nên vẫn tương đối tán thành Trịnh gia ta là mạo hiểm chính thống, cho nên trên lý thuyết Trịnh gia chính là vương tộc Vương Thành mạo hiểm, người sẽ không chê cười ta chứ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói, công chúa điện hạ lo lắng nhiều rồi, ta có thể quen biết một công chúa làm bằng hữu, đây là vinh hạnh của ta, ha ha. Ngươi, muốn ăn đòn à, ngươi đã từng gặp qua công chúa nào mà chán nản như ta chưa? Được rồi, đừng hà tiện nữa. Bây giờ ta phải nhanh chóng trở về điện mạo hiểm gặp Gia Gia, người cũng đi theo ta đi. Trịnh Bân Bân cười mắng rồi nói. Ta không đi được, ta muốn đi dạo xung quanh một lượt để xem phong cảnh của Vương Thành mạo hiểm. Dương Bách Xuyên nói. Như vậy cũng tốt, thế lực ở điện mạo hiểm rắc rối phức tạp, thân phận đặc biệt của ta mà để ngươi đi theo cũng không ổn, làm không tốt sẽ bị gây khó dễ. Chờ Gia Gia thành công luyện hóa phân thân thuần dương. Đến lúc đó sẽ hóa giải được nguy hiểm ở điện mạo hiểm, ngươi có thể tự do ra vào điện mạo hiểm, tạm thời ngươi phải chịu chút thiệt thòi rồi, đây là mạo hiểm lệnh, ngươi cầm đi,
có thể tự do ra vào vương thành mạo hiểm, trong thành có vương tộc thương hội, Tửu Lâu. Ngươi cầm mạo hiểm lệnh sẽ thuận tiện làm mọi việc hơn, chờ ta đi gặp Gia Gia xong sẽ tới tìm ngươi. Trịnh Bân Bân vừa nói vừa lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, phía trên có ba chữ mạo hiểm vương. Được được được, tuân theo công chúa điện hạ trên danh nghĩa. Dương Bách Xuyên cũng biết Trịnh Bân Bân nói thật, không muốn để nàng ta khó xử, hắn cũng không từ chối mạo hiểm lệnh mà đưa tay nhận lay. Trịnh Bân Bân thản nhiên cười nói, nghe cho bổn công chúa nói cho kỹ, không được đi, nếu ngươi dám không nói lời tạm biệt mà đã bỏ đi, bổn công chúa sẽ tìm cho ra ngươi. Hi hi, nàng bị Dương Bách Xuyên gọi một tiếng công chúa điện hạ nên buồn cười. Được được, ngươi mau đi đi, ta sẽ không đi. Dương Bách Xuyên cười cười nói. Sau đó Trịnh Bân Bân nhảy xuống Hỏa Vân Khuyển muốn trả lại cho Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên bảo Vượng Tử hạ lệnh cho con Hỏa Vân Khuyển kia của Trịnh Bân Bân, trực tiếp để Hỏa Vân Khuyển làm vật cưỡi cho Trịnh Bân Bân, ngay tại chỗ đã ký kết thần hồn khế ước và trở thành vật cưỡi của Trịnh Bân Bân. Chờ sau khi Trịnh Bân Bân rời đi, Dương Bách Xuyên nhảy xuống Hỏa Vân Khuyển tìm một chỗ không có người rồi thu hai con Vượng Tử và Hỏa Vân Khuyển còn lại vào không gian bình càn khôn, nếu không ở vương thành mạo hiểm quá nguy hiểm. Dù sao Hỏa Vân Khuyển là yêu thú cấp bậc xuất khiếu kỳ, quá thu hút sự chú ý. Sau đó Dương Bách Xuyên thảnh thơi đi trên đường phố Vương Thành mạo hiểm, đi dạo xung quanh và cảm nhận phong cách kỳ lạ. Một khắc nào đó, trong tai nghe thấy một trận ồn ào náo động. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó. Hơn 10 thước, trước một tửu lâu có tụ tập rất nhiều người, Dương Bách Xuyên loáng thoáng nghe được tiếng mắng chửi, giống như là có người đang dạy dỗ người khác. Tinh thần nhàn rỗi cũng khiến tâm tình nhàn rỗi, Dương Bách Xuyên đi qua, hắn cũng nhiều chuyện muốn đến góp vui. Nhưng mà khi Dương Bách Xuyên chen vào trong đám người nhìn về phía giữa sân thì đột nhiên cả người chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm một gã thanh niên trong sân. Từ năm bí địa Trường Bạch sụp đổ, Dương Bách Xuyên tiến vào Sơn Hải giới đã luôn nghĩ đến chuyện tìm kiếm những thân nhân bằng hữu năm đó, nhưng chuyện không như ý muốn. Năm đó hắn chính là một tên tu chân nhỏ bé, huống hồ năm đó gần như chỉ có thể chạy trốn. Tuy là sau này bởi vì thực lực và tu vi núi La Phù được tăng lên, thế nhưng lại bởi vì đại náo thành yêu quang mà bị sứ giả biên giới hóa thê lương trực tiếp đưa ra Sơn Hải giới, muốn tìm cũng không có cơ hội. Hiện giờ lần nữa trở về Sơn Hải giới hắn vẫn nhớ như in trong lòng việc tìm kiếm hai đồ đệ Độc Cô Hối và Vũ Kiếm, còn những bằng hữu năm đó ví dụ như Chiêm Yêu Nghiệt và đám người Mai Thi Dĩnh. Hắn vẫn luôn có vướng bận trong lòng. Bây giờ hắn cuối cùng cũng thấy được một cố nhân. Nhưng khi hắn nhìn thấy tình hình giữa sân, gân xanh đã nổi hết cả lên. Đây là cố nhân đầu tiên được nhìn thấy trong hơn một thập kỷ. Trước cửa Tửu Lâu bị mọi người vây xem náo nhiệt, không phải người khác mà chính là người Chiêm Khánh. Nhưng bây giờ người Chiêm Khánh lại bị một thanh niên mặc cẩm y nhục mạ. Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng bàn tán của những người vây xem xung quanh, tiểu tử này sắp gặp tai họa rồi, tại sao lại trêu chọc tên ôn thần viên văn thiên này chứ? Xuyệt, nói nhỏ thôi, người muốn tìm cái chết à, viên văn thiên là cháu trai của túc lão thứ ba trong điện mạo hiểm, ai cũng biết viên văn thiên ở vương thành mạo hiểm chính là tiểu bá vương. Ngày thường mọi người trốn cũng không kịp, tiểu tử này lại dám tiến lên trêu chọc viên văn thiên, đây không phải là muốn chết sao? Không đúng. Ta nghe nói Viên Văn Thiên bắt vợ của tiểu tử này, các ngươi nghĩ đi, đổi lại là các ngươi thì có thể nhẫn nhịn không, chỉ trách tên ôn thần Viên Văn Thiên này quá đáng, mấy năm nay vương thành mạo hiểm có bao nhiêu cô nương bị hắn bắt đi rồi. Nói cũng đúng, ai bảo người ta có một gia gia tốt chứ? Không phải sao, trời không có mắt mà. Đúng là quá đáng. Bên tai Dương Bách Xuyên truyền đến từng tiếng bàn tán nhỏ bé, cuối cùng hiểu được tổng thể mọi chuyện. Đây là ỷ mạnh hiếp yếu ư. Lúc hắn sắp ra tay, chỉ thấy khóe miệng người Chiêm Khánh để lại vết máu từ trên mặt đất chạy lên, hiển nhiên người Chiêm Khánh vừa rồi đã bị người tên Viên Văn Thiên tu đời thứ hai ra tay đánh. Viên thiếu, xin ngươi thả bằng hữu của ta, chỉ cần ngươi thả bằng hữu của ta, bảo người Chiêm Khánh ta cho dù chết cũng sẽ đến khu vực cấm phía nam tìm được đồ cho ngươi, cho dù có phải bỏ mạng cũng không tiếc. Ánh mắt người Chiêm Khánh sung huyết nhìn chằm chằm Viên Văn Thiên. Lúc nói chuyện cả người đều phát run. Dương Bách Xuyên ở một bên nhìn mà không nóng lòng ra tay, đầu tiên hắn phải nhìn xem Viên Văn Thiên này và người Chiêm Khánh đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ hắn cũng không phải gà mờ, có vài chuyện phải biết rõ ràng mới có thể ra tay giải quyết.
Nghe người Chiêm Khánh nói chuyện, Dương Bách Xuyên biết rõ trong lòng người Chiêm Khánh đang ở trạng thái gì, hắn quen biết người Chiêm Khánh, có thể nói là một chủ nhân lòng cao hơn trời. Ở trái đất, Côn Luân là trưởng giáo được chọn tương lai của Côn Luân, là thiên chi kiêu tử, hiện giờ có thể nói ra một chữ xin với người khác, đủ để nói rõ, nữ nhân bị bắt trong nhân khẩu Chiêm Khánh đối với hắn quan trọng cỡ nào. Mà sự chênh lệch thực lực giữa hai người có thể nói là rất lớn, hơn 10 năm không gặp người Chiêm Khánh nhuệ khí ít đi rất nhiều, sâu trong ánh mắt nhìn qua càng thêm thâm trầm, điều này chứng tỏ trong hơn 10 năm này hắn ta đã trưởng thành thành thục hơn rất nhiều. Người Chiêm Khánh trước mắt chính là tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, người Chiêm Khánh không phải Dương Bách Xuyên hắn, trong đầu có truyền thừa thập nhị kiếp tán tu của sư phụ Vân Thiên Tà, có chí bảo thế gian như bình càn khôn, có thể trong thời gian hơn 10 năm bước vào cảnh giới Nguyên Anh, đủ để chứng minh tư chất tu luyện của hắn thật sự là thượng thừa. Dương Bách Xuyên cũng có thể ngẫm lại, năm đó người Chiêm Khánh cũng không phải kim đan từ trái đất đi tới Sơn Hải giới này nhiều vô kể, Nguyên Anh đi khắp nơi thế giới. Từng bước tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ là không dễ dàng như thế nào, trong đó có bao nhiêu nỗ lực, không thể nào tưởng tượng được. Năm đó được xưng là thanh niên địa cầu đệ nhất yêu nghiệt người Chiêm Khánh, hiện giờ bị người ta đánh mà không đánh trả, còn phải mở miệng cầu xin người khác, đây là chuyện mà Dương Bách Xuyên không thể nào tưởng tượng được. Cũng hồi tưởng lại đủ loại quen biết giữa hai người, bên ngoài hai người cùng nhau đấu võ mồm, nhưng trải qua trận ở bí địa Trường Bạch năm đó đã sống chết kề vai tác chiến. Đã trở thành huynh đệ chi kỷ sống chết có nhau. Trong đầu nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng gặp lại nhau, nhưng Dương Bách Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là hình ảnh thế này, tay hắn siết càng ngày càng chặt. Lúc này thanh niên mặc cẩm y hoặc là nói Viên Văn Thiên còn chưa nói gì, bên cạnh hắn ta có 4-5 tên sai vặt đi theo, một người tiến lên cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử đừng xấu hổ. Viên thiếu bọn ta coi trọng nữ nhân sao có thể nói thả thì thả. Nếu thật sự có bản lĩnh thì đi vào khu vực cấm phía nam tìm về những thứ viên thiếu chúng ta cần rồi nói sau, hơn nữa ngươi là cái thá gì chứ? Nói chuyện với viên thiếu chúng ta thế à? Rõ ràng đối phương đang ỷ thế hiếp người. Viên Văn Thiên chính là tu vi Nguyên Anh đại viên mãn, ngay cả tên tay sai bên cạnh hắn cũng là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ thậm chí là trung kỳ, người Chiêm Khánh thực lực không chiếm chút ưu thế nào, hơn nữa còn chỉ có một người, chênh lệch quá lớn. Lúc này gân xanh của người Chiêm Khánh nổi lên khắp cánh tay. Mà Viên Văn Thiên cuối cùng cũng mở miệng, từ trên cao nhìn người Chiêm Khánh với vẻ mặt đùa cợt, nói, ra tay như thế nào nhỉ? Ồ, âu, ngươi có thể thử xem, bản thiếu gia xuất thân từ nội thất phương thành mạo hiểm, sống ở điện mạo hiểm, tuy là trong thành không cho phép giết người, nhưng trong mắt bổn thiếu gia chính là một con kiến hôi. Viên Văn Thiên ta giết chết ngươi đơn giản như dẫm chết một con kiến. Hơn nữa cũng sẽ không bị chấp pháp đội điện mạo hiểm truy đuổi, ngươi có tin không? Rốt cuộc ngươi phải làm sao có thể thả bằng hữu của ta? Trong mắt người Chiêm Khánh tất cả đều là tơ máu đã đến bờ vực bộc phát. Ha ha ha, tiểu tử nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi có thể từ khu vực cấm phía nam tìm được đồ đạc bổn thiếu muốn, ta cũng sẽ không thả nữ nhân kia ra đâu, chắc ngươi cũng nghe danh là nữ nhân trong tay bổn thiếu ra làm sao có đạo lý thả ra đúng không? Viên Văn Thiên không kiêng nể gì cười to. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Người Chiêm Khánh không thể kìm nén được nữa, hắn biết đối phương đang trêu chọc mình. Lộ diện người nghèo bạo khởi xông về phía Viên Văn Thiên. Giờ phút này bên cạnh Viên Văn Thiên có một tay sai muốn xông lên, nhưng bị Viên Văn Thiên giơ tay ngăn lại, đùa giỡn cười nói, bổn thiếu đã lâu không giết người, xem ra vương thành mạo hiểm rất nhiều người đã quên mất uy danh của bổn thiếu. Các ngươi tránh ra, con kiến hôi này bản thân ra tay bóp chết. Đối mặt với người Chiêm Khánh nổi lên, khóe miệng Viên Văn Thiên lộ ra nụ cười lạnh khát máu, đột nhiên đánh ra một chưởng với người Chiêm Khánh, mang theo năng lượng ba động cường đại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người xem náo nhiệt chung quanh, một đám lắc đầu nhỏ giọng nghị luận, tạo nghiệt mà, tiểu tử này quá ngốc, rõ ràng đấu không lại, cần gì phải chịu chết chứ. Ta thấy tiểu tử này là một hán tử, có máu chính nghĩa, đáng tiếc. Đối nghịch với ôn thần Viên Văn Thiên này có cái gì tốt mới là lạ. Nổi giận đùng đùng vì hồng nhan, từ xưa đã có câu nữ nhân là họa thủy, tiểu tử này nhìn tuổi tác không lớn, đều đã là tu vi cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, thiên tư thượng thừa, vì một nữ nhân mà bị đánh chết thì thật không đáng. Nói cho cùng là Viên Văn Thiên tàn ác khinh người quá đáng, sao lại không có người chỉnh đốn tên ác bá này.
Chỉnh đốn kiểu gì đây, ra ra người ta là Túc lão điện mạo hiểm, ai có thể chỉnh đốn chứ? Chấm chấm chấm. Bốn phía rất nhiều người đều nhìn không vừa mắt hành động của Viên Văn Thiên, nhưng cũng là dám giận không dám nói. Nhỏ giọng nghị luận cũng sợ bị nghe được. Ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. A hát. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Ta bóp chết ngươi cũng giống như bóp chết một con kiến hôi, một tiếng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình trong sân vang lên. Lúc này người vây xem cảm thấy không đúng lắm, nhao nhao nhìn về phía giữa sân, lập tức đều hít vào khí lạnh. Trong sân yên tĩnh không biết từ lúc nào có thêm một thanh niên tóc bạc, sát khí toàn thân tràn ngập nhìn chằm chằm Viên Văn Thiên, mà Viên Văn Thiên giờ phút này lại đứt một cánh tay, ngồi xổm trên mặt đất kêu thảm thiết. Về phần tiểu tử kia lúc trước, một chút chuyện cũng không có sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên tóc bạc cả người run rẩy, sắc mặt kích động không gì sánh được. A, à, giết chết hắn cho ta. Viên Văn Thiên hét lớn với năm tên tay sai. Năm người ám chỉ của hắn như mới tỉnh mộng, không ngờ có người dám động thủ với Viên thiếu bọn họ, năm tên tay sai lập tức xông về phía thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc này đương nhiên chính là Dương Bách Xuyên, hắn sẽ không trơ mắt nhìn người Chiêm Khánh đi chịu chết. Rất rõ ràng tu vi người Chiêm Khánh là Nguyên Anh Trung Kỳ, đánh không lại Viên Văn Thiên là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, hắn sao có thể không ra tay. Hừ. Đối mặt với năm tên tay sai của Viên Văn Thiên xông tới, Dương Bách Xuyên xuất thủ, hừ lạnh một tiếng vỗ tay ra ngoài. Phụt 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 phụt. Liên tiếp năm tiếng phụt nặng nề vang lên, năm gã tay sai của Viên Văn Thiên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp bạo liệt hóa thành xương máu. Răng rắc. A hát. Lập tức Dương Bách Xuyên lắc mình một cước giẫm lên lồng ngực Viên Văn Thiên, làm cho Viên Văn Thiên xương cốt gãy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Xuyên Xuyên tử khoan đừng giết hắn, Hồ Tiên Nhi còn không biết bị hắn nhốt ở nơi nào. Người Chiêm Khánh thấy Dương Bách Xuyên định ra tay đối phó Viên Văn Thiên lần nữa nên từ trong sự kích động tỉnh lại, run giọng nói chuyện. Hắn không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ xuất hiện. Nhìn thấy cố nhân vừa kích động lại vừa chua xót. Chiêm Khánh Nhân nói vậy, Dương Bách Xuyên mới kìm nén ý muốn giết Viên Văn Thiên. Một luồng chân khí trực tiếp phong ấn tu vi của Viên Văn Thiên. Anh ngoảnh đầu nhìn Chiêm Khánh Nhân, Chiêm yêu nghiệt, đã lâu không gặp. Chiêm Khánh Nhân nhìn Dương Bách Xuyên, tựa như đã cách mấy đời. Năm đó bí địa Trường Bạch sụp đổ, mọi người cùng bị cuốn vào bão không gian, trên lý thuyết thì mọi người đều đứng trên một vạch xuất phát. Nhưng bây giờ nhìn Dương Bách Xuyên mà xem, hắn đã giết năm tên tay sai của Viên Văn Thiên dễ như trở bàn tay, lại còn áp đảo được Viên Văn Thiên. Trong mắt Chiêm Khánh Nhân, Viên Văn Thiên là một cao thủ mạnh đến nỗi dù hắn ta có dùng cả tính mạng cũng chưa chắc chạm được vào vạt áo của đối phương. Hơn 10 năm không gặp, giờ đây Chiêm Khánh Nhân không nhìn thấu tu vi của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên là tồn tại khiến hắn ta phải ngước nhìn. Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Chiêm Khánh Nhân ngổn ngang cảm xúc. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn ta có niềm vui khi gặp lại bạn cũ, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng khi so sánh giữa các thiên tài, ngoài ra còn có cảm giác vui sướng xót xa khi gặp người thân nơi đất khách quê người. Nói chung là lúc này hắn ta rất vui mừng vì sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên. Bởi vì Hồ Tiên Nhi bị tên khốn Viên Văn Thiên bắt, cho nên điều đầu tiên Chiêm Khánh Nhân nghĩ đến là Dương Bách Xuyên xuất hiện thì Hồ Tiên Nhi sẽ được cứu. Vì vậy hắn ta không cho Dương Bách Xuyên giết chết Viên Văn Thiên. Chiêm Khánh Nhân hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên, đúng vậy, đã lâu không gặp. Hai người đàn ông vừa nói vừa ôm nhau thật chặt. Tên chó chết này, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Chiêm Khánh Nhân hơi nghẹn ngào. Dương Bách Xuyên cũng thở dài. Hắn có thể nhìn ra mắt Chiêm Khánh Nhân cũng đỏ hoe. Sau hơn 10 năm, cuối cùng thì bạn cũng ngày xưa cũng được gặp nhau. Đúng lúc này, Viên Văn Thiên đang mắng nhiếc trên mặt đất tức giận gào lên, nhãi con, ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi chán sống rồi à? Ánh mắt Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lùng, hắn hỏi Chiêm Khánh Nhân, tên khốn này bắt Hồ Tiên Nhi ư? Trên mặt Chiêm Khánh Nhân xuất hiện vẻ lo lắng, ta đang vội vàng moi tin tức từ hắn để tìm Tiên Nhi. Sau khi tìm được người, chúng ta rời đi trước rồi tính sau. Tên khốn này là cháu trai của một người đức cao vọng trọng, chúng ta không thể chọc vào. Hơn nữa,
Mai Thi Dĩnh và một người bạn của ta bị nhốt ở khu cấm địa phía nam vì chuyện của Tiên Nhi, chúng ta phải mau chóng đi cứu họ. Gì cơ, Mai Thi Dĩnh á? Khi nghe Chiêm Khánh Nhân nhắc đến Mai Thi Dĩnh, đầu tiên Dương Bách Xuyên cảm thấy vui vẻ, tiếp đó là hoảng sợ. Hắn từng nghe Trịnh Bân Bân nói khu cấm địa phía nam nguy hiểm nhường nào, không ngờ Mai Thi Dĩnh lại bị nhốt ở đó. Dương Bách Xuyên không có thời gian hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn phải hỏi tung tích của Hồ Tiên Nhi từ chỗ Viên Văn Thiên, sau đó nhanh chóng đi tìm Mai Thi Dĩnh. Hắn đã hứa với chị Mai là sẽ tìm em gái Mai Thi Dĩnh của cô ấy. Dương Bách Xuyên thẳng chân đá Viên Văn Thiên một phát, nói cho ta biết Hồ Tiên Nhi đang ở đâu. Các ngươi con mẹ nó thật to gan, các ngươi chết chắc rồi. Ở Vương Thành mạo hiểm, Viên Văn Thiên là cậu ấm ngang ngược, trước giờ không biết sợ là gì, bởi vì gã có ông nội mạnh mẽ. Do đó, gã vẫn trắng trợn chửi mắng Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân. Tuy nhiên, thật không may cho gã, lần này gã gặp phải Dương Bách Xuyên. Giác! Viên Văn Thiên còn chưa mắng xong đã bị Dương Bách Xuyên đạp gãy chân, ta đang hỏi ngươi Hồ Tiên Nhi đang ở đâu. Nếu không trả lời, ta sẽ đạp gãy cái chân thứ ba của ngươi hoặc là giết ngươi luôn. Ánh mắt sắc bén cùng lời nói lạnh như băng làm cho Viên Văn Thiên sợ hãi. Gã đã bị đứt một tay, giờ lại đứt một chân, lúc này cơn đau dữ dội mới khiến gã tỉnh táo lại. Chàng trai tóc trắng trước mặt thật sự dám làm vậy. Lúc này, gã nghe thấy chàng trai tóc trắng thản nhiên nói, đừng lấy ông nội ra dọa ta dám cam đoan mình có thể giết ngươi 100 lần trước khi ông nội ngươi đến. Nói đi, Hồ Tiên Nhi đang ở đâu? Câu nói này khiến Viên Văn Thiên run rẩy cả người, rốt cuộc cũng suy sụp, ở phủ của ta. Được lắm, bây giờ dẫn bọn ta đi tìm. Nếu ngươi nói nửa chữ không thì ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Dứt lời Dương Bách Xuyên thẳng tay xách Viên Văn Thiên như xách gà con, bắt gã chỉ đường, sau đó nói với Chiêm Khánh Nhân, Chiêm Yêu Nghiệt, ngươi ra ngoại thành chờ ta. Hắn nói xong liền vung tay lên. Một con hỏa vân khuyển xuất hiện. Hắn dặn dò hỏa vân khuyển nghe lệnh của Chiêm Khánh Nhân. Bách Xuyên, ta, Chiêm Khánh Nhân nghe vậy lập tức nóng nảy, nhưng bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, tin tưởng ta nhất định có thể đưa Hồ Tiên Nhi hoàn chỉnh trở về cho ngươi. Hẳn là ngươi cũng biết thân phận của tên nhãi này, nhưng ta có cách. Chiêm Khánh Nhân sửng sốt, chợt cảm thấy hơi bứt rứt, nhưng cũng thấu tỏ. Mặc dù Dương Bách Xuyên không nói thẳng ra, nhưng Chiêm Khánh Nhân biết thật ra là đối phương sợ bị mình liên lụy, song hắn ta cũng biết đây là sự thật. Hiện tại tu vi của hắn ta và Dương Bách Xuyên cách nhau không chỉ một tầng, nếu hắn ta đi theo thì khi ông nội của Viên Văn Thiên hoặc người của Điện Mạo Hiểm tìm đến, Dương Bách Xuyên còn phải để ý tới gánh nặng là hắn ta. Chiêm Khánh Nhân thầm thở dài trong lòng, cuối cùng gật đầu, ngươi cẩn thận nhé, ta chờ ngươi ở ngoại thành. Nói xong hắn ta cưỡi hỏa vân khuyển bay đi. Dương Bách Xuyên túm lấy Viên Văn Thiên, đi thẳng đến phủ của Viên Văn Thiên theo sự chỉ dẫn của gã. Vận chuyển chỉ xích thiên nhai công chưa đầy 3 phút, Dương Bách Xuyên đã đến phủ của Viên Văn Thiên. Trước cổng có người canh gác, khi trông thấy chủ nhân bị Dương Bách Xuyên túm như chó chết, bọn họ lập tức lao tới tấn công hắn. Chỉ tiếc là đám người cấp bậc Nguyên Anh này bị Dương Bách Xuyên giết chết một cách dễ dàng. Dương Bách Xuyên xông một mạch vào trong phủ của Viên Văn Thiên. Những nơi hắn đi qua máu chảy thành sông. Dương Bách Xuyên chém giết hơn 30 người, Viên Văn Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hết hồn hết vía. Người trong phủ gã đều là người ông nội tìm từ Điện Mạo Hiểm, không có ai yếu cả. Thậm chí quản gia cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ cũng bị Dương Bách Xuyên dễ dàng giết chết. Điều này làm cho Viên Văn Thiên nhận ra kẻ bắt mình là một ma đầu có tu vi mạnh mẽ, giết người còn ác hơn mình, trong lòng gã sợ hãi tột đỉnh. Người ở đâu? Ở phía sau, bây giờ Viên Văn Thiên đã sợ vỡ mật, Dương Bách Xuyên hỏi gì gã sẽ đáp nấy. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, bước một bước đã tới hậu viện. Quả nhiên hắn trông thấy một tòa nhà 3 tầng, nhưng bị hạ cấm chế. Hắn đi tới trước cửa, dứt khoát tung ra một chiêu thần thông trích tinh thủ. Dầm! Chỉ là cấm chế do tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ bố trí sao có thể chịu nổi một kích của Dương Bách Xuyên. Cửa lớn tức khắc chia 5 x 7. Dương Bách Xuyên lập tức túm Viên Văn Thiên đi vào. Vừa vào cửa, Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cầm kiếm xuất hiện trong tầm mắt. Không phải là Hồ Tiên Nhi thì là ai? Dương đại ca. Hồ Tiên Nhi vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Hôm qua sau khi bị Viên Văn Thiên bắt, nàng biết là mình tiêu rồi. May mà Viên Văn Thiên tự nhận là tình thánh không dùng sức mạnh, chỉ nhốt nàng ở tòa nhà này. Vốn dĩ Hồ Tiên Nhi rất tuyệt vọng, không ngờ sau một tiếng rầm, Dương Bách Xuyên với mái tóc trắng lại xuất hiện trước mắt nàng. Mặc dù sau sự kiện ở bí địa Trường Bạch ngày xưa, đã 10 năm rồi hai người không gặp nhau, Dương Bách Xuyên cũng đã bạc trắng mái đầu, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên Hồ Tiên Nhi vẫn nhận ra người sách Viên Văn Thiên như chó chết chính là Dương Bách Xuyên. Hồ Tiên Nhi trông thấy Dương Bách Xuyên, nước mắt rơi không ngừng. Đây là nỗi niềm chua xót và ấm ức khi nhìn thấy bạn cũ. Tiên Nhi cô nương đừng sợ, gặp lại người bạn cũ thứ hai từng cùng nhau chém giết năm xưa, Dương Bách Xuyên cũng vô cùng thổn thức. Dương đại ca, ta, Hồ Tiên Nhi đang định nói chuyện thì thấy Dương Bách Xuyên biến sắc, ngắt lời nàng, có chuyện gì thì để lát nữa nói sau. Ngươi đừng chống cự, chúng ta rời khỏi Vương Thành mạo hiểm rồi tính tiếp. Nói xong Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, phủ lên Hồ Tiên Nhi thu nàng vào không gian bình càn khôn. Bởi vì trong linh thức hắn cảm nhận được một đợt sóng dao động khổng lồ. Mạnh hơn hắn. Hiện tại hắn có tu vi cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, cho dù là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn thì hắn cũng không sợ. Đợt sóng dao động xuất hiện trong linh thức mạnh hơn hắn, vậy thì chắc chắn là cao thủ cảnh giới phân thần. Mà hắn đã nghe Trịnh Bân Bân nói ông nội của Viên Văn Thiên là người đức cao vọng trọng xếp thứ ba điện mạo hiểm thuộc ba thế lực lớn. Người xếp thứ ba, thứ chín và ông nội của Trịnh Bân Bân là Trịnh Diêm Vương đều là cường giả cảnh giới phân thần. Lúc này người đến chắc chắn là người đức cao vọng trọng xếp thứ ba, cũng là ông nội của Viên Văn Thiên. Dương Bách Xuyên không có thời gian ôn chuyện với Hồ Tiên Nhi, lập tức thu nàng vào không gian bình càn khôn mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Dương Bách Xuyên chưa từng đấu với cường giả cảnh giới phân thần, nhưng không hề lo lắng. Cho dù hắn có năng lực đấu với cao thủ cảnh giới phân thần đi chăng nữa, hắn cũng không có ý định làm vậy. Hắn không dám mạo hiểm. Khi phát hiện khí tức mạnh mẽ xuất hiện, Dương Bách Xuyên dứt khoát thu Hồ Tiên Nhi vào không gian bình càn khôn, tay túm Viên Văn Thiên, vận chuyển chỉ xích thiên nhai công đến cực hạn, vèo một cái đã biến mất tại chỗ. Lúc này rời khỏi Vương Thành mạo hiểm là tốt nhất. Tên tiểu tặc to gan kia, thả cháu trai của ta ra thì ta sẽ tha chết cho ngươi. Tiếng hét giận dữ phía sau vang vọng khắp Vương Thành mạo hiểm. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, không thèm để ý. Hắn không giết Viên Văn Thiên, nắm lợi thế trong tay chính là để hiện tại lấy ra uy hiếp mà thôi, không có gì to tát. M thanh nhân tạo bao quanh toàn thành, đây là bản lĩnh chỉ có đại tu pháp lực cao mới có bản lĩnh, Dương Bách Xuyên không dám thiếu cảnh giác, dùng hết thủ đoạn bắt lấy Viên Văn Thiên chạy như điên. Viên Văn Thiên đã bắt giữ Hồ Tiên Nhi, xúc phạm Chiêm Khánh Nhân đã bị Dương Bách Xuyên phán tử hình ở trong lòng. Tuy nhiên khi biết được chuyện của Túc Lão ở điện mạo hiểm từ trong miệng Trịnh Bân Bân nên mới giữ lại mạng chó của Viên Văn Thiên. Chẳng may nếu như bị gia gia của Viên Văn Thiên, Túc Lão điện mạo hiểm đuổi theo, hắn sẽ dùng Viên Văn Thiên để áp chế. Gần như chưa đến 10 phút, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện ở cửa thành. Nhưng có lẽ đã có được tin tức từ lâu nên ở cửa thành đã có tu sĩ xuất khiếu đứng gác. Cũng may chỉ có một tu sĩ xuất khiếu cảnh sơ kỳ dẫn đầu. Hoàn toàn không đáng để Dương Bách Xuyên đặt vào mắt. Cách thật xa, Dương Bách Xuyên tung viên hầu lao nguyệt thủ, gầm lên, cút. Đối phương đã có chuẩn bị sẵn, 7-8 tên binh tướng Nguyên Anh cảnh đi theo phía sau tên tu sĩ xuất khiếu cảnh sơ kỳ, đồng thời thi triển công kích tấn công Dương Bách Xuyên. Ầm đùng. Công kích của hai bên va chạm vào nhau, phát ra âm thanh vang dội. Đòn tấn công của đám người này cộng lại cũng không chiếm được lợi thế trong tay Dương Bách Xuyên, một đám bay ngược ra ngoài, trong miệng kêu thảm thiết, bao gồm tên tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ. Dương Bách Xuyên ra khỏi cửa thành trong nháy mắt, không ham chiến. Nhưng mặc dù những người này đều không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên nhưng cũng đã trở ngại thời gian của hắn. Cũng ở một khắc gián đoạn này, sau khi Dương Bách Xuyên ra khỏi cửa thành, trong tầm mắt xuất hiện một lão giả mặc áo xanh. Vẻ mặt nặng nề tối tăm nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không kịp dừng lại bước chân, trong lòng kinh sợ, chỉ trong một khoảng thời gian gián đoạn, đối phương đã chặn hắn lại ở ngoài cửa thành, quỷ không biết thần không giao. Dương Bách Xuyên dừng lại xuống tay bắt lấy Viên Văn Thiên, hắn ta vừa nhìn thấy lão giả lập tức kêu lớn, ra ra cứu ta. Tay dùng lực,
âm thanh của Viên Văn Thiên hoàn toàn bị cứt đứt, suýt chút nữa bị Dương Bách Xuyên vặn gãy cổ. Hắn nheo mắt lại nhìn sắc mặt của lão giả đối diện, quả nhiên lúc Viên Văn Thiên kêu to, sâu trong mắt của lão giả hiện lên sự thương tiếc rồi biến mất. Điều này làm trong lòng của Dương Bách Xuyên càng thêm kiên định vài phần, nhị thế tổ đều được một vị trưởng bối yêu thương, chính mình đoán không sai. Chỉ cần có Viên Văn Thanh trong tay, hắn sẽ không sợ lão giả làm khó dễ. Lúc này chỉ nghe lão giả chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi đã làm chuyện gì, chỉ cần thả cháu trai của ta ra, lão phu đảm bảo sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ. Xem đối phương nói chuyện không nhanh không chậm, trên mặt không hề dao động, Dương Bách Xuyên thầm đánh giá đối phương là cáo già. Nếu không phải bắt giữ đến sự thương tiếc chợt lóe rồi biến mất của ông ta, người bình thường đối mặt với cường giả như vậy sẽ thật sự tin tưởng. Nhưng Dương Bách Xuyên không dễ bị lừa, cười ha ha nói, người bảo đảm. Đúng vậy, lão phu đảm bảo chỉ cần người thả tôn nhi của ta ra, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lão giả trầm giọng nói. Ha ha, ngươi là ai? Lời đảm bảo hữu dụng không? Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, trong lòng nói thầm, tin ngươi ta là heo. Lão giả nói, lão phu là Viên Nhật Tân, là túc lão thứ ba của Vương Thành Mạo Hiểm, Thánh Địa Điện Mạo Hiểm, mặc dù ngươi là xuất khiếu hậu kỳ nhưng ở trong mắt lão phu, ngươi chỉ là con kiến. Ngươi thấy lão phu sẽ làm khó một con kiến sao, truyền ra ngoài sẽ làm người chê cười, cho nên lão phu đảm bảo sẽ không làm khó ngươi. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên điên cuồng cười, lớn tiếng nói, nếu ngươi là Viên Thiên Cương có lẽ ta sẽ tin ngươi, đáng tiếc ngươi là Viên Nhật Tân, coi ta ngốc đến vậy. Hiện tại tránh ra cho ta, nếu không ta bóp chết tên cặn bã này. Ngươi, Viên Nhật Tân giận dữ, ông ta cũng không biết Viên Thiên Cương trong miệng Dương Bách Xuyên là ai, nhưng không ngờ tiểu tử này lại to gan như vậy. Ngươi cái gì, tránh đường, nếu không ta giết chết cháu trai bảo bối của ngươi. Nói xong, Dương Bách Xuyên tăng thêm sức ở tay, Viên Văn Thiên bị bóp đỏ bừng mặt. Viên Nhật Tân nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, âm trầm nói, nếu hiện tại ngươi dám giết chết tôn nhi của ta, lão phu đảm bảo sẽ làm ngươi chết không xong, hiện tại buông tôn nhi của ta ra. Nói xong, hơi thở trên người Viên Nhật Tân biến đổi, lao về phía Dương Bách Xuyên đè ép xuống. Hừ! Dương Bách Xuyên không sợ ông ta, vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, nhẹ nhàng xua đuổi được uy áp của Viên Nhật Tân, đồng thời dùng sức bóp cổ Viên Văn Thiên. Cổ họng của Viên Văn Thiên phát ra âm thanh sắc mặt chuyển hồng sang xanh, bắt đầu trợn trắng mắt. Dương Bách Xuyên đang đánh cuộc Viên Nhật Tân không dám thật sự trở mặt ra tay. Nếu lão già này thật sự không quan tâm sống chết của cháu trai, cùng lắm Dương Bách Xuyên bóp chết Viên Văn Thiên, sau đó chém giết ông ta, hiện giờ hắn cũng không phải là tay mơ mặc người sâu xé. Tu vi đạt đến xuất khiếu hậu kỳ, không phải là con kiến bình thường, ép nóng này đừng nói đối phương là phân thần cảnh sơ kỳ, cho dù cường đại hơn thì sao chứ? Một lúc sau hơi thở bao phủ trên người Dương Bách Xuyên biến mất không thấy. Dừng tay, cuối cùng Viên Nhật Tân không dám đánh cuộc, Viên Văn Thiên là cháu trai duy nhất của ông ta không dám ép Dương Bách Xuyên. Hơn nữa vừa rồi thi triển uy áp, ông ta phát hiện Dương Bách Xuyên không bị ảnh hưởng. Điều này làm cho Viên Nhật Tân không dám ép chặt, hù dọa là được rồi. Lui về sau 300 mét, Dương Bách Xuyên vẫn không thả lỏng cổ của Viên Văn Thiên, lạnh giọng ra lệnh cho Viên Nhật Tân. Lúc này trong mắt của Viên Nhật Tân tràn đầy sát khí, đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, lui về sau 300 mét. Ông ta không dám đánh cuộc. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, cũng không tin không trị được một lão già như ngươi. Dứt lời, sau đó gật đầu ra hiệu với Chiêm Khánh Nhân tránh ở nơi xa, đi trước. Mặc dù Chiêm Khánh Nhân rất muốn hỏi một câu có tìm được Hồ Tiên Nhi không, nhưng dưới loại tình huống này hắn ta cũng không thể lên tiếng, thúc giục Vân Hỏa Khuyển. Sau đó Dương Bách Xuyên di chuyển chân, trực tiếp bắt lấy Viên Văn Thiên bị bóp nửa sống nửa chết biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên vừa đi, đám người đứng xem náo nhiệt ở trong ngoài thành hít một hơi sâu, sôi nổi nghị luận, trầm trồ khen Dương Bách Xuyên có thể áp chế được túc lão thứ ba của Điện Mạo Hiểm, hắn là người đầu tiên. Lại còn có thể thành công. Rất nhanh có người lột ra thân phận của Dương Bách Xuyên, lấy được thông tin từ trong miệng cười gác cửa thành, Dương Bách Xuyên là người đi vào thành cùng với công chúa Trịnh Bân Bân, tên đăng ký là Dương Bách Xuyên.
Hôm nay giết chết 5 tên tùy tùng của Viên Văn Thiên, nguyên nhân là bênh vực kẻ yếu, vì một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia cũng bị mọi người lột được thân phận, là người đi vào thành mạo hiểm mười mấy năm trước, tên là Chiêm Khánh Nhân. Bởi vì Viên Văn Thiên bắt đi nữ nhân của Chiêm Khánh Nhân, còn cố ý làm khó dễ Chiêm Khánh Nhân, bắt hắn ta đi vùng cấm Nam Bộ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Kết quả Chiêm Khánh Nhân dẫn người đi đến vùng cấm Nam Bộ, nghe nói xảy ra chuyện ở bên ngoài, Chiêm Khánh Nhân trốn thoát, sau đó đến chỗ Viên Văn Thiên đòi người, kết quả bị Viên Văn Thiên đánh, Dương Bách Xuyên ra tay lo chuyện bất công của thiên hạ, thu thập ác bá Viên Văn Thiên, lúc này mới dẫn ra gia gia của Viên Văn Thiên. Ở Vương Thành Mạo Hiểm có lời đồn, Túc Lão thứ ba của Điện Mạo Hiểm, Viên Nhật Tân mới là cường giả đệ nhất của Điện Mạo Hiểm, hiện giờ lại bị một người tên Dương Bách Xuyên áp chế nén giận. Rất nhiều người bị Viên Văn Thiên làm khó dễ đều cảm thấy thống khoái, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho Dương Bách Xuyên, bị Viên Nhật Tân theo dõi coi như chỉ còn đường chết. Trên Đại Mạc Minh Mang, Dương Bách Xuyên đuổi theo Chiêm Khánh Nhân, hai người chạy như điên, một ngày sau bước vào địa giới của vùng cấm Nam Bộ, lúc này Chiêm Khánh Nhân mới thả lỏng lại, càng nghĩ càng cảm thấy mình hèn nhát. Nơi này là vùng cấm Nam Bộ, đi phía trước là con đường chết. Lùi về sau khẳng định có lão giả Viên Nhật Tân kia bám theo. Nghĩ lại đều bởi vì tên cặn bã Viên Văn Thiên này bắt Hồ Tiên Nhi áp chế hắn ta đi vùng cấm Nam Bộ tìm linh dược, kết quả chẳng những không tìm được, ngược lại còn làm cho Mai Thi Dĩnh và mấy người bạn tốt bỏ mạng. Hiện tại Dương Bách Xuyên tay không đến đây, hiển nhiên không tìm được Hồ Tiên Nhi, hoặc Hồ Tiên Nhi đã bị giết hại. Vì vậy Chiêm Khánh Nhân càng nghĩ càng giận, dừng lại nhìn chằm chằm nửa sống nửa chết Viên Văn Thiên. Nện một quyền xuống đầu của Viên Văn Thiên. Phụt. M thanh tan vỡ như dưa hấu nát vang lên. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên không kịp phản ứng. Ngươi, Dương Bách Xuyên nhìn Chiêm Khánh Nhân không nói lên lời. Đừng ngươi, ta giết tên cặn bã này báo thù cho đám tiên nhi. Chiêm Khánh Nhân tức giận nói. Ai nói ta không cứu được tiên nhi, trên người ta có pháp bảo động thiên. Tiên nhi cô nương ở bên trong, ngươi, Chiêm yêu nghiệt, ngươi giết chết bùa hộ mệnh của chúng ta rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên co giật, hai người bọn họ chạy như điên, hắn quên nói đã cứu được Hồ Tiên Nhi, giờ đang ở trong không gian hồ Càn Khôn. Giờ thì hay rồi, Viên Văn Thiên chết, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị lão giả Viên Nhật Tân kia đuổi giết đến tận cùng chân trời. À, tại sao ngươi không nói sớm? Chiêm Khánh Nhân ngạc nhiên. Ta, Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, tiếng gầm rú giận dữ vang lên tận trời. Thiên Nhi, lão phu giết chết hai tên xúc sinh các ngươi, a! À. Quả nhiên Viên Nhật Tân đi theo phía sau. Chạy, Dương Bách Xuyên nói, hai người cưỡi vân hỏa huyền, nhanh chóng chạy về phía sâu trong vùng cấm Nam Bộ. Tốc độ cưỡi vân hỏa huyền của Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân không phải chậm, phải biết rằng vân hỏa huyền có thể so với xuất khiếu cảnh. Nhưng so với tốc độ phân thần cảnh của Viên Nhật Tân, thật sự không tính gì. Hơn nữa ông ta còn trơ mắt nhìn cháu trai của mình bị đánh vỡ đầu, tốc độ dưới sự tức giận sao có thể chậm. Chỉ trong chớp mắt Dương Bách Xuyên đã phát hiện Viên Nhật Tân đã xuất hiện cách mình 200 mét, hơn nữa lão già này dùng phi hành. Nhớ rõ Trịnh Bân Bân từng nói, ở trong sa mạc có thể xuất hiện cơn lốc bất cứ lúc nào, không có người dám phi hành. Hiện tại xem ra đối với cường giả phân thần cảnh, chuyện này không tính là gì. Mắt thấy khoảng cách của Viên Nhật Tân càng ngày càng gần, Dương Bách Xuyên có chút hoảng loạn, liều mạng thúc giục vân hỏa khuyển tăng tốc nhanh lên. Hai đầu vân hỏa khuyển là tinh linh châu Tây Sơn, hơn nữa còn là yêu thú cấp bậc ngũ chuyển, tốc độ không chậm, hóa thành một ngọn lửa biến mất phía chân trời sa mạc trong nháy mắt. Sau 10 phút chạy trốn, Viên Nhật Tân cách càng ngày càng gần. Mặc dù lúc này Viên Nhật Tân vô cùng tức giận, nhưng cũng kinh ngạc, không ngờ hai tiểu tử này có thể khống chế tinh linh sa mạc vân hỏa huyền, thật sự không đơn giản. Ban đầu Viên Nhật Tân không biết chuyện xảy ra giữa cháu trai của mình và tiểu tử Dương Bách Xuyên, nhưng vừa rồi ở cửa thành ông ta đã nghe được người ngoài nghị luận. Tên Dương Bách Xuyên này hoàn toàn ôm chuyện bao đồng trong thiên hạ, còn tên Chiêm Khánh Nhân thì muốn người từ trong tay cháu trai. Chuyện này không cần hỏi Viên Nhật Tân cũng biết cháu nhà mình sai rồi, hắn ta có đức hạnh gì, người làm ra ra như Viên Nhật Tân là rõ nhất. Nhưng cũng không đến mức chết. Nhi tử con dâu của Viên Nhật Tân mất sớm, chỉ còn một người cháu trai độc đinh, hiện tại bị Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân giết chết,
điều này làm cho trong lòng của Viên Nhật Tân vô cùng u ám. Nhìn phương hướng chạy trốn hai người, Viên Nhật Tân rất yên tâm, ông ta rất rõ ràng đây là nơi nào. Vùng cấm Nam Bộ rất lớn, có ba nơi nguy hiểm lớn nhất, phương hướng chạy trốn của Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chính là vùng cấm nguy hiểm nhất Nam Bộ, Hồ Tinh Thiên. Nếu đổi thành ngày thường, ông ta sẽ không ăn no không có chuyện gì đến chỗ này, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cháu trai bị đánh vỡ đầu, đả kích này làm cho ông ta vứt bỏ hết tất cả. Ông ta biết rõ Hồ Tinh Thần có một con dao long cường đại đến mức ông ta phải kiêng kỵ, mặc dù không giáp mặt gặp qua chân thân, nhưng Viên Nhật Tân đã từng đọc qua ghi chép của Điện Mạo Hiểm. Ngàn năm trước có một cường giả xuất khiếu cảnh mạo hiểm ở Hồ Tinh Thần, kết quả chọc giận con dao long kia, một ngụm cắn nuốt 8 tên xuất khiếu cảnh đại viên mãn, hơn nữa sau này còn có một khách mạo hiểm dám can đảm bước vào phạm vi trong vòng 10 dặm của Hồ Tinh Thần, đều bị giết chết. Không chỉ có dao long, vùng cấm Nam Bộ Tiêu Giao chỉ có một con phi hùng, Hỏa Diệm Sơn Tam Thúc Kim Ô, một đám đều là sự tồn tại vô cùng cường đại. Đối với người của Vương Thành Mạo Hiểm, vùng cấm Nam Bộ là một cấm đọa, không dám tùy tiện bước vào. Nhưng hôm nay Viên Nhật Tân không rảnh quan tâm đến chuyện đó, ông ta thề phải chém giết hai tiểu tử Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân, báo thù cho cháu trai. Còn ba yêu thú cường đại của vùng cấm Nam Bộ, có lẽ trước kia ông ta sẽ kiêng kỵ. Nhưng hiện tại ông ta đã là phân thân cảnh, không quá để ý. Về phương diện khác, vùng cấm Nam Bộ chính là một bảo địa có linh khí nồng đậm bậc nhất, nếu ông ta có thể bắt lấy khối bảo địa này, sẽ trợ giúp thật lớn trong việc cướp lất vương quyền của Điện Mạo Hiểm. Trịnh gia Điện Mạo Hiểm là chính thống, qua vô số năm, Trịnh gia đã khống chế địa đồ kho trong tay, đây là đồ vật mà bất cứ khách mạo hiểm nào đều thèm đỏ mắt. Nếu muốn có được địa đồ kho từ trong tay Trịnh gia, nhất định phải đạt được vương quyền của Điện Mạo Hiểm. Nếu có thể có được toàn bộ bảo địa tu luyện của vùng cấm Nam Bộ, Viên Nhật Tân sẽ đạt được sự duy trì mạnh mẽ của các túc lão khác trong Điện Mạo Hiểm, thậm chí còn có được sự duy trì của toàn bộ khách mạo hiểm của Vương Thành Mạo Hiểm. Lúc đó Trịnh gia sẽ phải ngoan ngoãn thoái vị, từ nay về sau Viên Nhật Tân sẽ là chúa tể của Vương Thành Mạo Hiểm. Hôm nay cháu trai của ông ta bị Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chém giết, chạy trốn vào Nam Bộ. Điều này làm cho Viên Nhật Tân nảy sinh ý tưởng ném đá dò đường. Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân là cục đá tốt nhất. Nếu Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân bước vào phạm vi Hồ Tinh Thần, nếu đầu giao long trong lời đồn kia chui ra, vừa lúc ông ta có thể nhìn xem rốt cuộc giao long cường đại đến mức nào. Hiện tại Viên Nhật Tân là phân thần cảnh, xét toàn bộ đại lục Sơn Hải giới cũng là nhân vật đứng đầu, cho dù lão tổ trấn giữ Bồ Thiên Cung. Thế lực đứng đầu Sơn Hải giới cũng chỉ là phân thần cảnh mà thôi, ông ta không tin giao long trong Hồ Tinh Thần cũng là phân thần cảnh. Phải biết cho dù là trưởng giả vạn linh của nhân tộc, muốn tu luyện đến cảnh giới này cũng cực kỳ gian nan, nói gì đến yêu tộc. Đối với lời đồn về hai yêu thú khác và giao long của vùng cấm Nam Bộ, chỉ là sự ghi chép lại của tiền bối ngàn năm trước, hiện giờ không ai trong thành mạo hiểm thực sự gặp qua. Nếu hôm nay có thể chứng thực xác minh, việc này sẽ trợ giúp thật lớn trong việc khống chế Vương Thành, đoạt quyền Điện Mạo Hiểm của ông ta. Vì vậy nhìn Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chạy trốn, rõ ràng Viên Nhật Tân có thể đuổi theo, nhưng không, ông ta cố ý giữ khoảng cách 100 mét đuổi theo phía sau hai người, ông ta nhìn hai người bước vào phạm vi của Hồ Tinh Thần, muốn thử xem giao long trong lời đồn là như thế nào. Mặc kệ là loại nào, Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân đều phải chết. Đây mới là suy nghĩ của Viên Nhật Tân. Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân cưỡi vân hỏa khuyển chạy như điên, sau khi chạy một đoạn, lại phát hiện một hiện tượng kỳ quái, Viên Nhật Tân vẫn luôn giữ vững khoảng cách 100 mét. Dựa theo tốc độ lúc trước của Viên Nhật Tân, Dương Bách Xuyên biết nếu muốn đuổi theo chính mình và Chiêm Khánh Nhân không khó, nhưng lão già này lại không. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất khó hiểu, sau khi suy nghĩ liền hiểu ra. Vùng cấm Nam Bộ có ba hiểm địa lớn, phương hướng hiện tại của hắn và Chiêm Khánh Nhân là Hồ Tinh Thần, dựa theo lời của Trịnh Bân Bân, Hồ Tinh Thần có một đầu giao long cường đại. Lão già ích kỷ Viên Nhật Tân cũng biết điều này, không nóng nảy bởi vì ông ta muốn cho chính mình và Chiêm Khánh Nhân tiến vào phạm vi Hồ Tinh Thần, sau đó có giao long xuất hiện, đến lúc đó trước sau đều không có đường trốn, nên lão già này không nóng nảy. Nhưng làm sao Dương Bách Xuyên lại không biết Hồ Tinh Thần có sự tồn tại của giao long chứ? Hắn nếu dám chạy về phía Hồ Tinh Thần, tự nhiên trong lòng đã có suy nghĩ.
lão bất tử, nếu đến lúc đó dẫn Giao Long ra, cùng lắm thì ta tiến vào Hồ Càn Khôn, xem ngươi và Giao Long ai mạnh hơn. Dương Bách Xuyên cười lạnh, Hồ Càn Khôn chính là át chủ bài hắn dám tiến vào vùng cấm Nam Bộ. Hai bên đều mang ý xấu. Tiếp theo xem ai tính kế được ai. Rất nhanh trong tầm mắt xuất hiện một ốc đảo xuất hiện ở sa mạc mênh mông, đây là dấu hiệu có nguồn nước, lúc này Dương Bách Xuyên biết hắn và Chiêm Khánh Nhân đã bước vào phạm vi hồ tinh thần. Chiêm Khánh Nhân cũng mở miệng nói, Bách Xuyên, sau khi Mai Thi Dĩnh và mấy bằng hữu của ta bước vào hồ tinh thần, sau đó sương mù nổi lên, mấy người chúng ta mất liên lạc. Nghe đồn hồ tinh thần có một đầu giao long, hiện tại cũng không biết mấy người Mai Thi Dĩnh sống hay chết. Trong giọng nói của Chiêm Khánh Nhân tràn đầy tự trách. Yên tâm đi, ta nghĩ đám người Mai Thi Dĩnh người tốt sẽ có phúc của mình, có lẽ sẽ không có việc gì. Hiện tại chúng ta đánh cuộc một lần, dẫn lão bất tử phía sau vào nơi nào, nhìn xem giao long có tồn tại hay không. Nhắc đến Mai Thi Dĩnh, trong lòng của Dương Bách Xuyên cũng không dễ chịu, nhưng trước mắt không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều. Sau khi chạy như điên, trong mơ hồ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy có ngân quang lấp lánh cách vài trăm thước, trong lòng nghĩ có lẽ đó là hồ tinh thần. Thời điểm sương mù xuất hiện trống rỗng, phân hỏa khuyển dưới thân cũng không tự chủ được dừng lại, sau đó bực bội bất an gầm rú với phía trước. Lúc này phía sau viên Nhật Tân dừng cách hai người hơn 20 mét, một đôi mắt rắn độc nhìn chằm chằm vào hai người, lão phu xem các ngươi chết như thế nào. Chiêm Yêu Nghiệt, ngươi cẩn thận, ta đi gặp lão già kia trước. Dương Bách Xuyên nhảy xuống Vân Hỏa Khuyển, nói với Chiêm Khánh Nhân. Vân Hỏa Khuyển không dám tiến về phía trước, phía sau có lão bất tử chắn đường, Dương Bách Xuyên không chạy, từ nơi này đã mơ hồ thấy được hồ tinh thần. Đối với lão bất tử viên Nhật Tân, mặc dù hắn kiêng kỵ đối phương lác cường giả phân thần cảnh, nhưng chưa đến mức dọa phá gan, còn không phải cao hơn hắn hai cảnh giới thôi sao, hôm nay ta sẽ đánh chiến một trận với cường giả phân thần cảnh, để xem ai mạnh hơn ai. Lật tay, kiếm đầu long xuất hiện trong tay, giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn trên người, cầm kiếm chỉ thẳng vào viên Nhật Tân, nói, lão giả đến đây đánh một trận. Tìm chết, viên Nhật Tân nổi giận, bị một xuất khiếu cảnh coi rẻ, một cao thủ phân thần cảnh như ông ta nảy lửa trong lòng. Tuy viên Nhật Tân chửi mắng Dương Bách Xuyên, nhưng ông ta không đi tới mà chỉ nhìn chòng chọc đám xương trắng dày đặc không ngừng dâng lên ở phía sau Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân. Ông ta từng nghe đồn khi xương trắng ở hồ tinh thần bốc lên chính là lúc Giao Long ra khỏi hồ. Mặc dù viên Nhật Tân nghi ngờ sự tồn tại và thực lực của Giao Long, nhưng không dám mạo hiểm tiến đến. Ông ta vẫn rất kiêng dè. Nghe nói Giao Long đã tuyên bố không ai được phép bước vào phạm vi 10 dặm quanh hồ tinh thần. Mà lúc này ông ta đã đuổi theo Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân gần đến ven bờ rồi, đây là giới hạn cho phép trong lòng viên Nhật Tân. Nói không sợ Giao Long trong hồ tinh thần thì đó là nói dối. Hiện tại ông ta nghĩ rằng vẫn nên đợi xem tình hình rồi tính tiếp. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Thấy xương trắng dày đặc không ngừng bao phủ phía sau, sao hắn lại không sợ kia chứ? Hỏa Vân Khuyển chậm chạp không tiến lên, mà ánh mắt của lão già chết tiệt viên Nhật Tân cũng có vẻ e sợ, làm sao hắn lại không biết xương trắng phía sau không bình thường? Chẳng qua hắn chân trần không sợ chân dày. Trước có sói sau có hổ, cứ xử lão già chết tiệt viên Nhật Tân trước đã, không đánh lại thì tính sau. Nếu có thể chọc giận viên Nhật Tân, sau đó dụ Giao Long hồ tinh thần trong truyền thuyết ra, đến lúc đó Giao Long là yêu thú, tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ xông vào địa bàn của nó. Khi Giao Long mạnh mẽ tấn công, hắn sẽ tìm cơ hội dẫn theo Chiêm Khánh Nhân tiến vào Bình Càn Khôn, để cho viên Nhật Tân và Giao Long đánh nhau sống mái. Tên họ Dương nào đó nghĩ rất hay. Nhưng chẳng biết có áp dụng được không. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra lão già viên Nhật Tân cực kỳ e sợ hồ tinh thần, hay nói chính xác hơn là Giao Long. Càng là như vậy thì càng có lợi với mình. Bởi vì viên Nhật Tân kiêng dè, còn hắn thì ngược lại, không sợ chút nào. Hắn muốn dụ Giao Long hồ tinh thần đến, để cho Giao Long và viên Nhật Tân chém giết nhau ngươi chết ta sống, hắn muốn khuấy nước đục. Nghĩ tới đây. Dương Bách Xuyên không lùi lại mà tiến về phía trước. Nếu lão già viên Nhật Tân sợ hãi, không dám tiến lên thì vừa hay, người không ra tay thì để ta ra tay. Ai sợ ai? Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long chém vào viên Nhật Tân, đồng thời thủ cốt tay phải triệu hoán ba chiêu thần thông, thử xem chiêu thức của cảnh giới phân thần mạnh cỡ nào.
chém. Hiện tại uy thế một kiếm và ba chiêu thần thông thủ cốt của tên họ Dương nào đó đều không thể coi thường. Tu vi cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ đúng là không phải đồ trưng bày, ngay cả viên nhật tân cảnh giới phân thần cũng không dám chủ quan. Dương Bách Xuyên vừa ra tay, ánh mắt viên nhật tân lập tức thay đổi. Quả nhiên ông ta đã coi thường Dương Bách Xuyên. Từ sóng chân khí mạnh mẽ, viên nhật tân phán đoán thực lực của Dương Bách Xuyên không thua kém cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Thật sự khiến ông ta kinh ngạc. Tuy nhiên, suy cho cùng thì cảnh giới phân thần và cảnh giới xuất khiếu cách nhau một cảnh giới lớn, không phải là chân khí mạnh mẽ có thể bổ khuyết. Đối mặt với đòn tấn công của Dương Bách Xuyên, viên nhật tân cười gằn, nhóc con, nếu không phải ngươi còn chút hữu dụng thì lão phu có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi thật sự cho rằng cảnh giới phân thần chỉ là nói chơi đấy à? Dứt lời viên nhật tân giơ hai tay lên, tấn công Dương Bách Xuyên. Tản. Chữ tản vừa thốt ra, chân trời lập tức tối sầm lại. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ không khí xung quanh trở nên nặng trĩu, linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ trên hai tay của viên nhật tân. Rầm rầm rầm. Tiếp đó, một loạt tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên. Cõi lòng nặng nề, Dương Bách Xuyên trơ mắt nhìn đòn tấn công của mình bị viên nhật tân hóa giải một cách dễ dàng. Hơn nữa, nháy mắt có một luồng sức mạnh khổng lồ ập lên người hắn, làm cơ thể hắn mất kiểm soát bay ra ngoài. Chiêm Khánh Nhân và hai con hỏa vân khuyển cũng bị đánh bay. Bọn họ lập tức bay ngược vào trong sương mù dày đặc. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ chấn động, hắn đã được chứng kiến bản lĩnh của cường giả cảnh giới phân thần. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng mình có thể đối kháng với viên nhật tân cảnh giới phân thần, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra lão già chết tiệt họ viên này hoàn toàn không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Con mẹ nó đây là thực lực của cảnh giới phân thần sao? Dương Bách Xuyên gào thét trong lòng, bây giờ hắn mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và viên nhật tân. Lúc nãy hắn cảm nhận rõ viên nhật tân trở tay là có thể điều động linh khí trời đất cho bản thân sử dụng, tựa như cầm gáo múc nước trong sông vậy. Hơn nữa, có sức mạnh thần hồn hùng hậu chống đỡ, viên nhật tân khống chế linh khí trời đất đơn giản như uống nước. Còn hắn chỉ có tu vi cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, hoàn toàn không có ưu thế khi đấu với viên nhật tân. Rầm, Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân và hai con hỏa vân khuyển đều va vào xương trắng dày đặc, lực xung kích khổng lồ làm xương mù cuồn cuộn dậy sóng. Lúc này Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra viên nhật tân hoàn toàn có năng lực giết bọn họ. Chỉ bằng thực lực của một chiêu kia có thể chứng minh điều này. Nhưng ông ta không làm vậy, mà đánh bọn họ vào trong sương mù để ném đá dò đường. Có lẽ viên nhật tân thật sự e dè Giao Long, nhưng bây giờ xem ra ông ta càng muốn thăm dò Giao Long Hồ tinh thần hơn. Mà hắn và Chiêm Khánh Nhân bị ông ta lấy làm hòn đá. Bởi vì viên nhật tân không hiểu rõ Giao Long Hồ tinh thần. Lúc này bọn họ bị lão già chết tiệt lấy ra để thăm dò Giao Long Hồ tinh thần, là hòn đá tuyệt vời. Dương Bách Xuyên cười cay đắng. Hắn lợi dụng viên nhật tân, nhưng ông ta cũng lợi dụng hắn. Thảo nào lúc nãy ông ta nói rằng nếu không phải mình còn có giá trị lợi dụng thì đã giết mình từ lâu rồi. Lúc này, viên nhật tân chăm chú quan sát xương trắng. Ông ta muốn nhìn xem liệu Giao Long Hồ tinh thần có xuất hiện hay không. Nếu như nó xuất hiện, liệu nó có giết chết kẻ bước vào phạm vi Hồ tinh thần như trong lời đồn hay không? Nếu Giao Long Hồ tinh thần tồn tại thì nó nhất định sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu không có phản ứng gì thì ông ta không sợ Giao Long nữa. Đến lúc đó ông ta sẽ cân nhắc đến chuyện chiếm khu vực cấm phía nam, vừa hay tăng thêm lợi thế để tranh đoạt vương quyền ở điện mạo hiểm. Còn hai tên nhóc Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân thì trước sau gì cũng chết, ông ta không vội. Bây giờ đã ném hòn đá ra rồi, để xem có đường hiện ra hay không. Trong lúc ông ta suy nghĩ, đột nhiên xương trắng dâng lên lần nữa, tiếp đó thét dài một tiếng rồi phóng thẳng lên trời. Gừ. Viên nhật tân biến sắc, bất giác lùi về sau một bước. Sau đó ông ta nghe lại lắng nghe, phóng mắt nhìn Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân trong sương mù. Giao Long đã xuất hiện, đối tượng đầu tiên làm đồ ăn là bọn họ. Nếu Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chạy ra khỏi xương trắng thì ông ta sẽ giết hai tên nhóc này, vừa vặn báo thù cho cháu trai. Không ra ngoài thì cũng trở thành đồ ăn cho Giao Long, dù sao ông ta cũng chẳng thiệt. Kết quả thế nào cũng có thể báo thù cho cháu trai Viên Văn Thiên. Về phần Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân,
hai người đều biến sắc khi nghe thấy tiếng thét dài. Bọn họ cũng biết Giao Long Hồ tinh thần trong truyền thuyết đã xuất hiện. Bách Xuyên, phải làm sao đây? Chiêm Khánh Nhân hơi nghẹn ngào. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Bách Xuyên lau vết máu ở khóe miệng rồi nói với hắn ta, yên tâm đi, chúng ta không sao đâu. Người thả lỏng tinh thần, ta đưa người đi gặp Hồ Tiên Nhi. Chiêm Khánh Nhân sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Dương Bách Xuyên từng nói trên người hắn có pháp bảo động tiên, hắn đã thu Hồ Tiên Nhi vào trong pháp bảo. Dương Bách Xuyên có pháp bảo động tiên thì hai người họ và hai con hỏa vân khuyển sẽ không gặp nguy hiểm. Sau đó, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, thu Chiêm Khánh Nhân và hai con hỏa vân khuyển vào không gian bình càn khôn. Còn hắn thì phải chờ xem tình hình, dù sao hắn tiến vào không gian bình càn khôn chỉ cần một ý nghĩ. Xét ở một góc độ khác cũng coi như hắn đã đạt được mục đích, dù sao Giao Long đã xuất hiện rồi. Lúc này Giao Long đã coi hắn và lão già chết tiệt Viên Nhật Tân là kẻ địch, để xem nó công kích ai trước. Nếu Giao Long công kích lão già chết tiệt này Viên Nhật Tân trước, vậy thì hắn sẽ nán lại xem kịch, để coi ai là người cười đến cuối cùng. Nếu Giao Long tấn công hắn trước, hắn sẽ trốn vào không gian bình càn khôn. Có thể không đi vào thì hắn sẽ không đi vào, bởi vì một khi hắn tiến vào không gian bình càn khôn sẽ rơi khỏi người hắn, biến thành một lọ thuốc hít. Đến lúc đó, Giao Long hoặc Viên Nhật Tân lấy mất thì nguy. Nhưng đây không phải nguyên nhân hắn không dám vào bình càn khôn nếu không còn cách nào khác. Gừ! Lại một tiếng gầm vang lên. Lần này Dương Bách Xuyên nghe rõ đó là tiếng rồng gầm. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn, tức thì trông thấy bầu trời phía sau vàng rực rỡ, loáng thoáng xuất hiện một con Giao Long dài 9 trượng. Một giây sau gió nổi lên, xương trắng cuộn trào. Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ một cái đầu khổng lồ có cặp sừng vàng dài bằng đầu ngón tay, toàn thân màu vàng, dưới bụng không có chân, bay từ trong xương trắng hơn mấy chục thước tới. Hắn biết Giao Long này chưa hóa rồng, nhưng ngoại hình có dáng dấp của rồng, trông giống mãng xà hơn. Trên không trung, nháy mắt Giao Long đã lao đến khiến dây thần kinh của Dương Bách Xuyên căng chặt, bởi vì hắn phát hiện ra Giao Long lao về phía mình. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Khi Dương Bách Xuyên và Giao Long nhìn nhau, hắn phát hiện thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên tia sáng. Dương Bách Xuyên cảm thấy ánh mắt con Giao Long này rất kỳ lạ, dường như có niềm vui xen lẫn kinh ngạc khi gặp lại người quen cũ. Đương nhiên hắn biết ý nghĩ này rất hoang đường. Khi Giao Long xông tới, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Giao Long tấn công hắn thì hắn sẽ tiến vào không gian bình càn khôn ngay lập tức. Về phần bình càn khôn có bị phát hiện hay không, hắn không quan tâm được nhiều như vậy, dù sao tính mạng cũng quan trọng hơn. Tuy nhiên, một giây sau hắn trông thấy Giao Long bay qua đỉnh đầu mình, xông về phía Viên Nhật Tân. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng sau khi tỉnh táo lại hắn rất vui mừng. Mặc dù hắn không biết tại sao Giao Long không xử hắn mà lại muốn bay tới chỗ Viên Nhật Tân, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện tốt. Hắn thầm nghĩ phải chăng con Giao Long này quen biết mình. Nhưng ngẫm lại thì thấy không thể nào, từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp Giao Long gì đó. Hơn nữa khu vực cấm phía Nam đã tồn tại từ lâu, khi người ta lăn lộn ở Sơn Hải giới, hắn còn chưa ra đời nữa kìa, sao có thể quen biết được. Tóm lại, đây là chuyện tốt đối với tên họ Dương nào đó. Gừ. Lúc này, nháy mắt Giao Long màu vàng đã bay tới trước mặt Viên Nhật Tân. Nó gầm lên với ông ta rồi phun ra một cột nước. Giao Long đã bỏ qua Dương Bách Xuyên, vậy thì hắn không vội tiến vào không gian bình càn khôn nữa. Dương Bách Xuyên xoay người đi ra ngoài sương mù dày đặc. Nếu có thể, hắn không ngại chém Viên Nhật Tân một đao. Chỉ thấy cột nước Giao Long phun ra lập tức hóa thành từng mũi tên nước phóng tới Viên Nhật Tân. Có điều lúc này Dương Bách Xuyên nổi lòng nghi ngờ. Bởi vì hắn cảm thấy hình như cột nước mà Giao Long phun ra không mạnh lắm. Nói ra thì bảo rát vàng lên mặt, Dương Bách Xuyên cảm thấy đòn tấn công này của Giao Long còn chẳng mạnh bằng mình, cùng lắm chỉ là thực lực xuất khiếu hậu kỳ. Lẽ nào Giao Long chỉ đang thử Viên Nhật Tân? Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ Dương Bách Xuyên nghi ngờ thực lực của Giao Long, mà Viên Nhật Tân đích thân trải nghiệm lại càng nghi ngờ sâu sắc. Ban đầu khi Viên Nhật Tân thấy Giao Long xuất hiện, Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân đều hoảng sợ, nhất là Chiêm Khánh Nhân căng thẳng ra mặt.
nhưng sau đó ông ta trông thấy Dương Bách Xuyên vung tay về phía Chiêm Khánh Nhân, một giây sau Chiêm Khánh Nhân và hai tòa kỵ hỏa vân khuyển đều biến mất. Tuy Viên Nhật Tân đứng ở đằng xa, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân ở trong xương trắng dày đặc, nhưng với cấp bậc tu vi của Viên Nhật Tân, ông ta nhìn rõ bọn họ đang làm gì trong màn xương dày chẳng hề khó. Viên Nhật Tân trơ mắt nhìn Chiêm Khánh Nhân và hai con hỏa vân khuyển tự dưng biến mất bên cạnh Dương Bách Xuyên. Khoảnh khắc ấy Viên Nhật Tân chấn động toàn thân, đột nhiên ông ta nghĩ tới một khả năng, đó là trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động tiên. Chỉ có pháp bảo động tiên mới có thể thu người sống vào bên trong. Nghĩ đến chuyện trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động tiên, hai mắt Viên Nhật Tân đỏ ngầu, thầm tính toán sau khi Giao Long ra tay với Dương Bách Xuyên, mình có nên cướp người hay không. Dù sao trên người Dương Bách Xuyên cũng có pháp bảo động tiên, đây là sức hấp dẫn chí mạng đối với Viên Nhật Tân. Trong thiên hạ có mấy tu sĩ sở hữu pháp bảo động tiên chứ? Viên Nhật Tân chỉ biết cả Sơn Hải giới chỉ có Bổ Thiên Cung có một pháp bảo động tiên, nhưng không phải sở hữu cá nhân mà là pháp bảo của cả Bổ Thiên Cung, pháp bảo chung của toàn môn phái. Chính vì Bổ Thiên Cung có một pháp bảo động tiên nên mới trở thành thế lực đứng đầu Sơn Hải giới, có địa vị đặc biệt. Viên Nhật Tân tưởng tượng nếu mình có một pháp bảo động tiên thì thống nhất điện mạo hiểm, thành lập vương quốc mạo hiểm mới, trở thành tồn tại ngang tầm Bổ Thiên Cung không còn là vấn đề. Ông ta nghĩ tới đây, trong lòng hừng hực nhiệt huyết. Nhưng Viên Nhật Tân không ngờ rằng sau khi Giao Long nhìn Dương Bách Xuyên, nó lại bay thẳng về phía mình, phun ra một cột nước hóa thành mũi tên nước tấn công mình. Điều này khiến Viên Nhật Tân rất buồn bực, ông ta không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên ở phía trước, tại sao Giao Long không tấn công Dương Bách Xuyên mà lại vượt qua hắn lao đến chỗ mình? Đến thì đến thôi, dù sao ông ta cũng muốn dò xét bản lĩnh của Giao Long. Ai dè từ đòn tấn công này của Giao Long, Viên Nhật Tân cảm thấy hình như công kích của Giao Long không mạnh, tối đa cũng chỉ là thực cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, còn không mạnh bằng Dương Bách Xuyên. Viên Nhật Tân ôm lòng nghi ngờ, vung tay hóa giải đòn tấn công của Giao Long. Quá dễ. Điều này khiến Viên Nhật Tân cho rằng Giao Long dở trò gian, vì vậy càng thêm cẩn thận. Gừ. Lúc này Giao Long gầm thét, có vẻ như nó nổi giận với Viên Nhật Tân. Trong lỗ mũi của Giao Long phóng ra hai luồng khí màu xanh tấn công ông ta. Viên Nhật Tân nhìn thấy hai luồng khí xanh từ trong lỗ mũi Giao Long phóng đến, mặt lập tức biến sắc. Theo ông ta biết thì trong điển tịch có viết nếu dính phải hơi thở của rồng sẽ lập tức hóa thành nước. Mặc dù phía trước không phải là chân long, nhưng cũng là Giao Long. Hơi thở của rồng đang ập về phía ông ta. Tuy là hơi thở của Giao Long, nhưng vẫn khiến Viên Nhật Tân không dám lơ là. Điều ông ta có thể làm là dốc toàn lực. Viên Nhật Tân chưa từng nghĩ tới chuyện tránh né. Thứ nhất là không kịp. Thứ hai, ông ta biết hơi thở của rồng là một loại thần thông thiên phú. Mình không tránh được, cho dù trốn tránh cũng bị truy kích tận chân trời góc biển. Chỉ có hóa giải hoặc là đánh tan hoàn toàn mới được. Thiên địa vi giới, thần khí quy nhất, phá. Dương Bách Xuyên chỉ thấy hai tay Viên Nhật Tân làm một thủ ấn kỳ lạ, sau đó hai tay của ông ta phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời. Chữ phá vừa thốt ra, ông ta chắp hai tay trước ngực chỉ vào hai luồng khí xanh của Giao Long. Chùm sáng trên tay Viên Nhật Tân chói lóa, tựa như biến thành hai thanh kiếm sắc bén, đụng độ với hai luồng khí xanh của Giao Long. Ầm ầm. Thanh trầm đục vang lên, phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt xuất hiện. Sau khi hai chùm sáng của lão già chết tiệt Viên Nhật Tân và hai luồng khí màu xanh của Giao Long va vào nhau, luồng khí màu xanh đứt gãy từng đoạn, hóa thành hư vô. Mà hai chùm sáng chói mắt của Viên Nhật Tân lại giống như thanh kiếm sắc bén, khí thế không giảm, giáng mạnh lên người Giao Long. Ground. Giao Long bị đau, thét lên thảm thiết, cơ thể dài chín trượng quằn quại giữa không trung, sau đó rơi xuống đất. Rầm. Cơ thể Giao Long rơi xuống đất phát ra tiếng rầm, mặt đất rung chuyển. Lúc này tròng mắt của Dương Bách Xuyên suýt rớt ra ngoài. Không ngờ con Giao Long nhìn mạnh mẽ như vậy lại thất bại, bị lão già chết tiệt Viên Nhật Tân đánh bại. Mặc dù hắn nhìn thấy hồi nãy Viên Nhật Tân đã dốc toàn lực, nhưng không ngờ ông ta lại đánh bại Giao Long. Trước đó Dương Bách Xuyên cảm nhận khí tức trong cột nước của Giao Long cũng cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là thực lực xuất khiếu hậu kỳ,
hắn còn nghĩ có phải là Giao Long cố tình tỏ ra yếu thế hay không. Ai dè Giao Long trong lời đồn lại không làm gì được lão già chết tiệt Viên Nhật Tân. Trái tim Dương Bách Xuyên bắt đầu co thắt. Về phần Viên Nhật Tân, ông ta cũng chẳng kém gì Dương Bách Xuyên, không ngờ một kích toàn lực của mình có thể dễ dàng hóa giải luồng khí xanh của Giao Long. Ngoài ra, điều khiến ông ta bất ngờ là một kích toàn lực này không hề yếu đi mà giáng thẳng lên người Giao Long, sau đó đánh bại đối phương. Sau khi nỗi kinh ngạc qua đi, Viên Nhật Tân bật cười ha hả. Ha ha ha, Giao Long hồ tinh thần trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Thì ra chỉ là yêu thú ngũ chuyển, ha ha ha. Viên Nhật Tân trắng trợn cười như điên. Sau đó tiếng cười ngưng bặt, Viên Nhật Tân nhìn Dương Bách Xuyên và Giao Long ngã trên mặt đất, tươi cười bảo, một kẻ trên người có pháp bảo động tiên, một kẻ là Giao Long có tiếng mà không có miếng. Lời đồn thất thiệt, lời đồn thất thiệt. Giao Long mạnh mẽ chó má gì chứ, chỉ là con sâu cái kiến trong mắt lão phu mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, thằng nhãi ngươi giao ra pháp bảo động tiên thì lão phu sẽ cho ngươi toàn thây. Lão phu còn thiếu một tọa kỵ, vừa hay để Giao Long làm tọa kỵ cho lão phu. Xem ra hôm nay lão phu có thu hoạch lớn, ha ha ha. Dương Bách Xuyên nghe ông ta nói vậy thì trong lòng đau khổ. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh Giao Long, muốn thu nó vào không gian bình càn khôn. Dù sao lúc nãy Giao Long cũng không tấn công hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn nó bị thu làm tọa kỵ. Về chuyện Viên Nhật Tân biết trên người hắn có bình càn khôn, hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn biết rõ nếu mình mang theo Giao Long trốn vào không gian bình càn khôn rơi xuống đất ắt sẽ bị Viên Nhật Tân lấy đi, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại đã bước đến đường cùng, cứ trốn trước rồi tính sau. Dương Bách Xuyên đang định nói chuyện với Giao Long thì nghe thấy một tiếng hét đinh tai nhức óc đâm thủng màng nhĩ. Gừ. Ngay sau đó, bầu trời tối sầm lại. Dương Bách Xuyên bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Hay thật đấy, trên đỉnh đầu lại có thêm một con Giao Long. Trên người con Giao Long này lấp lánh ánh sáng xanh, to hơn con Giao Long màu vàng trên mặt đất bị Viên Nhật Tân đánh bại không biết bao nhiêu lần, ít nhất cũng phải dài 100 mét. Đúng lúc này, một giọng nói cuốn hút tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng bất chợt vang lên bên tai Dương Bách Xuyên. Bách Xuyên, đã lâu không gặp. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu, con Giao Long phía sau đã biến mất, một cô gái trẻ xuất hiện. Miệng há hốc thành hình chữ O, hắn hét lên thất thanh, Hạ. Hạ Lộ. Cô gái trẻ xuất hiện phía sau chính là Hạ Lộ, người mà Dương Bách Xuyên nhớ mãi không quên. Năm đó Hạ Lộ vì hắn mà mất tích. Hắn tra xét đáy sông Trường Giang thì phát hiện ra một trận pháp truyền tống, còn nhặt được một mảnh vảy rồng thanh long. Vì thế Dương Bách Xuyên tin rằng Hạ Lộ chưa chết, hẳn là nàng đã tới Sơn Hải giới. Khi gặp Lữ Xuân Thu, ông ấy nói cho Dương Bách Xuyên biết mình đã sắp xếp đưa Hạ Lộ tới Sơn Hải giới. Sau khi hai người có ước định, Dương Bách Xuyên hỏi Lữ Xuân Thu tung tích của Hạ Lộ, ông ấy nói ra hai chữ sa mạc, ngoài ra không nói thêm điều gì. Dương Bách Xuyên gặng hỏi thì ông ấy nói là chỉ biết tung tích của Hạ Lộ ở Sơn Hải giới liên quan đến sa mạc. Lúc đó Dương Bách Xuyên hoàn toàn không tin tưởng Lữ Xuân Thu, cho rằng đối phương chỉ lấy cớ qua loa nên không để tâm. Bây giờ Hạ Lộ đứng sờ sờ trước mặt, hắn mới biết Lữ Xuân Thu không lừa mình. Sa mạc chẳng phải là sa mạc Châu Tây Sơn sao? Chẳng qua là Lữ Xuân Thu không nói Hạ Lộ đang ở Hồ Tinh Thần tại sa mạc Châu Tây Sơn. Mà có lẽ ông ấy cũng không biết vị trí cụ thể của Hạ Lộ. Sau khi nhìn thấy Hạ Lộ, Dương Bách Xuyên hơi mờ mịt, nhưng hơn cả là kinh ngạc và vui mừng. Không ngờ sau 10 năm bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau. Bây giờ hắn mới hiểu ra con Giao Long màu vàng chính là Hạ Lộ. Thảo nào khi Giao Long nhìn mình, trong mắt lại lóe lên tia sáng. Lúc này Dương Bách Xuyên hiểu ra kỳ thực đó là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Dương Bách Xuyên không biết tình cảm đặc biệt dành cho Hạ Lộ là tình bạn hay gì khác, nói chung là Hạ Lộ để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng hắn. Hắn vẫn nhớ câu nói của Hạ Lộ ngày xưa, ngươi có đồng ý làm bạn với một con cá không? Từ đó trở đi hai người thật sự coi đối phương là bạn bè. Nhớ hồi ấy Dương Bách Xuyên chọc vào thế lực tông môn nước ngoài, có cao thủ tiên thiên tìm tới báo thù. Hạ Lộ âm thầm đi chặn thay hắn, kết quả là nàng biết mất từ lúc đó. Tính từ thời điểm Hạ Lộ mất tích đến hiện tại hai người gặp lại, thời gian đã gần 20 năm rồi. 20 năm trôi qua,
Dương Bách Xuyên không còn là tên gà mờ e sợ võ cổ giả tiên thiên nữa. Giờ đây hắn đã trở thành người tu chân cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ. Hạ Lộ cũng không còn là người cá năm xưa. Gần 20 năm không gặp, hình thể của nàng đã lớn hơn, từ cá rồng tiến hóa thành giao long. Nếu tiến thêm một bước, giao long có thể tiến hóa thành chân long. Hiện tại thực lực của người cá Hạ Lộ đã ngang ngửa xuất khiếu hậu kỳ. Có điều Dương Bách Xuyên không ngờ Hạ Lộ sẽ xuất hiện ở Hồ Tinh Thần thuộc khu vực cấm phía Nam Châu Tây Sơn. Hai người nhìn nhau, trong mắt đong đầy kích động, có ngàn vạn lời muốn nói. Tuy nhiên, lúc này lại có một tiếng gầm vang lên, gừ. Con giao long màu xanh dài khoảng 100 trượng ở phía chân trời đang gầm lên với viên Nhật Tân. Dương Bách Xuyên nhìn thấy dưới bụng nó đã mọc hai chân rồng, nếu mọc thêm hai chân nữa thì sẽ là rồng chân chính, chỉ cách chân long một bước ngắn nữa thôi. Đây mới đúng là giao long. So với Hạ Lộ thì con giao long màu xanh phía chân trời mới được gọi là giao long chân chính. Yêu khí khổng lồ gần như biến thành thực chất đang cuộn trào, uy áp khí thế khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó thở. Trước đó giao long màu xanh chưa xuất hiện, Dương Bách Xuyên cũng giống viên Nhật Tân, nghi ngờ lời đồn về giao long trong Hồ Tinh Thần là nói quá. Đường đường là giao long trong truyền thuyết khiến người của Vương Thành mạo hiểm sợ hãi, không dám tùy tiện bước vào khu vực cấm phía nam, ai dè bị viên Nhật Tân dùng một chiêu đánh bại. Chuyện này quá bất thường. Mãi cho đến khi giao long màu xanh xuất hiện, Dương Bách Xuyên mới biết lời đồn tuyệt đối không phải là giả, giao long Hồ Tinh Thần thật sự tồn tại, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn lời đồn. Giao long trấn giữ thật sự là giao long màu xanh. Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng ôm một bụng nghi vấn về Hạ Lộ, nhưng hắn tin rằng Hạ Lộ chắc chắn có quan hệ với giao long màu xanh. Quả nhiên chuyện xảy ra tiếp theo đã chứng thực suy đoán trong lòng Dương Bách Xuyên. Sau khi giao long màu xanh phía chân trời thét lên một tiếng, cơ thể che phủ bầu trời bay xuống. Trong tiếng gầm thét, nó quật đuôi vào người viên Nhật Tân mặt mày biến sắc. Dương Bách Xuyên cảm thấy tuy hình thể của con giao long màu xanh này khổng lồ nhưng không hề ảnh hưởng tới cú quật đuôi của nó, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể miêu tả bằng cụm từ khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Về phần viên Nhật Tân, sau khi giao long màu xanh xuất hiện, ông ta lập tức căng thẳng, chỉ muốn chửi con mẹ nó bẫy nhau à, sao lại có hai con giao long? Trong suy nghĩ của viên Nhật Tân, nếu giao long màu vàng xuất hiện trước chỉ là con sâu cái kiến, thì giao long màu xanh xuất hiện sau tuyệt đối là cấp bậc cự mãng, hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Viên Nhật Tân thấy giao long màu xanh quật đuôi về phía mình, thần hồn cũng bắt đầu run rẩy. Trong mắt ông ta, cú quật đuôi này của giao long màu xanh mang theo sóng không gian. Phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể ảnh hưởng tới không gian khi tấn công kia chứ? Viên Nhật Tân đột nhiên chùn bước, nhưng ông ta phát hiện thấy cho dù mình tránh thế nào, đòn tấn công này vẫn như hình với bóng. Không thể tránh thoát. Đã không tránh thoát thì viên Nhật Tân chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Ông ta hô to, thiên địa quy nhất, thần hồn càn khôn. Mở cho ta. Viên Nhật Tân vừa hô vừa dậm chân bay lên, muốn xông đến đuôi của giao long màu xanh. Hai tay kết ấn tạo thành tư thế nắm lấy bầu trời, dường như muốn túm lấy đuôi của giao long màu xanh ném ra ngoài. Trên người ông ta phát ra ánh sáng trắng chói mắt, không nhìn thấy bóng dáng, bùng nổ khí thế mạnh mẽ, trông rất hùng hổ. Hai bên giao chiến. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Á! Bộp! Viên Nhật Tân rơi từ trên cao xuống, nói đúng ra là bị đuôi giao long đập rớt xuống đất. Thoạt nhìn viên Nhật Tân đánh chả có vẻ kịch liệt, nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, ông ta không đỡ nổi một kích của giao long màu xanh. Khụ khụ khụ! Trong tiếng ho sặc sụa và bụi đất mịt mù, bóng dáng của viên Nhật Tân hiện ra. Dương Bách Xuyên vừa nhìn lập tức vui vẻ. Cuối cùng thì lão già này cũng bị trừng trị, miệng chảy máu, tóc tai bù xù, cực kỳ nhếch nhác. Lúc này, giao long màu xanh nhìn xuống viên Nhật Tân, bắt đầu nói tiếng người, người muốn thu đồ đệ của ta làm tọa kỵ ư. Người có tư cách sao? Giao long màu xanh vừa lên tiếng, Dương Bách Xuyên lập tức chấn động. Quả nhiên hắn không đoán sai, Hạ Lộ và giao long màu xanh có quan hệ, lại còn là quan hệ sư đồ. Lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm rồi, có Hạ Lộ ở đây, hắn sẽ không sao, giao long màu xanh sẽ không làm khó hắn. Còn lão già chết tiệt viên Nhật Tân thì đã bị giao long màu xanh quật cho bị thương nặng. Tên họ Dương nào đó ôm ý xấu,
nếu lát nữa giao long màu xanh tha mạng cho lão già chết tiệt này thì hắn không ngại đánh kẻ xa cơ. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên không ngờ Viên Nhật Tân lại nhìn giao long màu xanh bằng ánh mắt hung ác, chậm rãi cất lời, Nhiệt Long, người tưởng lão phu dễ bắt nạt đấy à? Đến lúc này rồi mà lão già chết tiệt Viên Nhật Tân còn cứng đầu, điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào lão già chết tiệt họ Viên còn chuẩn bị hậu chiêu gì? Ha ha, trong mắt bản tôn, cho dù chân thân của ngươi đến cũng chẳng đáng xem. Sao nào, chẳng lẽ chỉ dựa vào một phân thân mà cũng muốn lật trời? Giao long màu xanh nơi chân trời nói tiếng người, nghe như tiếng phụ nữ, giọng điệu sâu xa. Dương Bách Xuyên giật mình, hiểu ý của giao long màu xanh. Lão già chết tiệt Viên Nhật Tân này chỉ là một phân thân thôi ư. Nếu là vậy thì chân thân của ông ta có thực lực cỡ nào? Dương Bách Xuyên cực sốc. Lúc này, Viên Nhật Tân cất giọng âm u nói, ngươi chỉ là lục chuyển đỉnh phong mà thôi. Thân là yêu tộc, ngươi không có thủ đoạn phân tách nguyên thần, tu luyện phân thân. Hôm nay lão phu sẽ cho con yêu nghiệt nhà ngươi nếm thủ đoạn phân thân của nhân tộc. Viên Nhật Tân nói xong, chỉ thấy một đốm sáng trắng lóe lên đằng xa rồi xuất hiện bên cạnh ông ta. Một người có ngoại hình lẫn khí tức giống y chang Viên Nhật Tân hiện tại. Chỉ khác ở chỗ một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen. Tiếp đó, trên người Viên Nhật Tân áo trắng lại lóe lên ánh sáng vàng, tức thì bên cạnh xuất hiện thêm một Viên Nhật Tân mặc trường bào màu vàng. Rõ ràng Viên Nhật Tân áo trắng chính là chân thân, một đen một vàng là phân thân của ông ta. Ba Viên Nhật Tân, tức là lão già chết tiệt họ Viên tu luyện được hai phân thân này có thực lực giống hệt chân thân. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Nhật Tân xuất hiện, hít sâu một hơi. Hèn chi lão già này bị giao long màu xanh đánh bại mà vẫn châm cháo, hóa ra kẻ bị đánh bại là chỉ một phân thân, bây giờ còn gọi chân thân tới. Hai phân thân bên cạnh đã tiếp thêm lòng tin cho Viên Nhật Tân. Đúng là giao long màu xanh lợi hại, nhưng trong cảm giác của ông ta, nó chỉ là lục chuyển đỉnh phong tương đương với người tu chân cảnh giới phân thần đỉnh phong của nhân tộc mà thôi. Mặc dù Viên Nhật Tân có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, nhưng là sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa ông ta còn có ba linh bảo mang uy lực mạnh mẽ. Viên Nhật Tân biết là trong lĩnh vực tu luyện, nhân tộc chiếm ưu thế về các loại sách pháp thuật. Chẳng hạn như phân thân, yêu tộc không làm được, vì vậy ông ta không sợ giao long. Ỷ vào chân thân đã tới, ông ta muốn đấu với giao long màu xanh. Giao long màu xanh trưng ra dáng vẻ xem thằng hề diễn kịch, như thể trong mắt nó Viên Nhật Tân chỉ là một tên hề dâu ria. Đúng lúc này, đằng xa vang lên hai tiếng thét dài. Gừ, gừ. Hai con yêu thú bay song song từ đằng xa tới, tạo thành hai vệt sáng. Khí tức mạnh mẽ cuốn theo bão cát, một lúc sau bão cát qua đi, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt. Hai con yêu thú, một con là gấu trắng có hai cánh sau lưng, con còn lại là quạ ba chân màu vàng lấp lánh. Con quạ này giống quạ đen bình thường, có điều toàn thân màu vàng lấp lánh. Hai con yêu thú xuất hiện khiến Dương Bách Xuyên bất chợt nghĩ đến hai con yêu thú khác ở khu vực cấm phía nam. Đó chẳng phải là Phi Hùng và Tam Thúc Kim Ô sao? Phi Hùng có hình thể khổng lồ, cao ba trượng, cực kỳ oai hùng. Tam Thúc Kim Ô thì ngược lại, kích thước không khác gì quả đen bình thường. Bất kể hai con yêu thú này to cỡ nào, chúng đều vô cùng mạnh mẽ. Ở khu vực cấm phía nam, ba con yêu thú trong truyền thuyết đều là vua một cõi. Bây giờ xem ra lời đồn không phải sự thật, lúc này tư thế xuất hiện của Phi Hùng và Tam Thúc Kim Ô tuyệt đối là dáng vẻ vội vàng chạy tới áp trận cho giao long màu xanh. Sau đó, giao long màu xanh phía chân trời bay xuống, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Phi Hùng và Tam Thúc Kim Ô, biến thành một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc đồ xanh. Phi Hùng và Tam Thúc Kim Ô cũng toàn thân phát sáng, bắt đầu biến hình. Phi Hùng hóa thành một người đàn ông trung niên cao ba trượng, râu tóc bạc phơ. Kim Ô hóa thành một thanh niên mặc áo gấm màu vàng. Hai người cùng khom lưng hành lễ với người phụ nữ trung niên xinh đẹp do giao long màu xanh biến thành, đại tỷ. Không ngờ lại kinh động đến các ngươi. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp khẽ mỉm cười. Người đàn ông do Phi Hùng biến thành cất tiếng như chuông đồng, đại tỷ, tên nhân tộc đáng chết không biết trời cao đất rộng này xông vào địa bàn của chúng ta, bắt nạt sư điệt hạ lộ, giờ còn dám khiêu chiến với các tỷ. Nào có cái lý ấy. Đại tỷ, tỷ đừng ra tay,
chờ lão Hùng ta nuốt hắn. Đúng thế, lão già này chỉ là một túc lão của Điện Mạo Hiểm mà thôi, cứ tưởng tu luyện được hai phân thân là giỏi. Đại tỷ đợi chút, ta sẽ đốt chết hắn. Thanh niên do Kim Ô hóa thành hung dữ nói. Dương Bách Xuyên ở bên cạnh nghe mà líu lưỡi. Ba người nói chuyện hoàn toàn coi lão già chết tiệt Viên Nhật Tân là đồ ăn, coi thường một cách trần trụi. Trong cảm giác của hắn, mặc dù Phi Hùng và Kim Ô yếu hơn Thanh Long một chút, nhưng không chênh lệch nhiều, đều là đại yêu lục chuyển ngang tầm cảnh giới phân thần. Lần này để coi lão già chết tiệt nhà ngươi chết như thế nào. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Nhật Tân mặt thoát xanh thoát đỏ, thật sự muốn cười to. Một giây trước ông ta còn sáng láng tinh thần vì biến ra hai phân thân. Sau khi Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô xuất hiện, sắc mặt ông ta lập tức khó coi. Đúng là Viên Nhật Tân cảm thấy đáng lòng. Vốn dĩ ông ta muốn dựa vào hai phân thân để đối phó với Giao Long màu xanh, nhưng không ngờ hai đại yêu khác ở khu vực cấm phía nam trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Theo nội dung điển tịch mà ông ta biết, ba đại yêu thú ở khu vực cấm phía nam đều là vua một cõi. Bây giờ xem ra lời đồn cũng chỉ là đồn thổi mà thôi, Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô đều gọi Giao Long màu xanh là đại tỷ. Ba đại yêu cảnh giới phân thần đối phó với chân thân và phân thân của Viên Nhật Tân, ông ta không tự tin chút nào. Lúc này ông ta biết rằng mình nhất định phải chạy trốn, nếu không thì đối mặt với ba đại yêu thú, ông ta sẽ bỏ mạng tại đây. Viên Nhật Tân sợ hãi, trong lòng biết rõ phân thân đối kháng với ba đại yêu tu chẳng khác tìm chết. Hơn nữa, ba đại yêu tu không phải hạng đơn giản. Nếu chỉ có một mình Giao Long màu xanh thì ông ta còn có lòng tin đối phó một chút, không đánh lại thì chạy. Nhưng bây giờ Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô xuất hiện, tình thế lập tức xoay chuyển 180 độ. Thấy ba đại yêu tu trắng trợn nói muốn giết mình, Viên Nhật Tân vô cùng tức giận. Tốt xấu gì ông ta cũng được ca tụng là người đứng đầu Vương Thành Mạo Hiểm, đã bao giờ bị người ta coi thường như vậy đâu. Ông ta muốn nổi giận nhưng không dám. Thanh Long hóa thành người phụ nữ xinh đẹp híp mắt nhìn Viên Nhật Tân, gần 1.000 năm không có người của Vương Thành Mạo Hiểm đến đây, hôm nay người đến là một túc lão Điện Mạo Hiểm, xem ra sẹo lành quên đau. Được thôi, đến rồi thì ở lại đi. Thanh Long vừa nói vừa xông thẳng về phía Viên Nhật Tân. Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô cũng theo sát phía sau. Viên Nhật Tân muốn chạy trốn nãy giờ khá tinh ý. Khi Thanh Long nói chuyện, ông ta biết tình hình không ổn, lúc này không quan tâm tới thể diện gì nữa mà xoay người chạy luôn. Ầm ầm ầm. Ba người kia gần như tấn công Viên Nhật Tân cùng một lúc. Sau một loạt tiếng nổ vang dội, vị trí Viên Nhật Tân chạy trốn mịt mù cát bụi. Lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy Phi Hùng quay về phía chân trời, lạnh lùng cảnh cáo, còn dám bước vào khu vực cấm phía nam thì ta sẽ xông vào Vương Thành Mạo Hiểm nghiền ngươi thành tro. Dương Bách Xuyên cảm thấy câu nói này hơi kỳ lạ, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đã hiểu ra. Nhất định là Viên Nhật Tân đã chạy thoát, nếu không Phi Hùng sẽ không cảnh cáo. Đương nhiên tên họ Dương nào đó không nhìn rõ mấy cao thủ giao chiến. Người có cấp bậc như bọn họ ra tay, chưa chắc đã nhìn rõ. Quả nhiên sau đó hắn nghe thấy thanh niên do Kim Ô biến thành nói, đại tỷ, tại sao không giết Quách lão già kia luôn? Giết lão dễ ợt mà. Lẽ nào ngươi đã quên câu nói năm đó của vị đại nhân kia? Nếu chúng ta ra tay với nhân tộc sẽ phải rời khỏi đây. Ta cố ý tha mạng cho Viên Nhật Tân vì không muốn làm căng với nhân tộc. Và lại sau khi chúng ta đi, một mình Hạ Lộ ở lại đây ta sẽ lo lắng. Tiêu diệt hai phân thân của Viên Nhật Tân, đánh cho chân thân bị thương nặng, không thể sử dụng chân khí trong vòng ít nhất 10 năm. Giữ lại lão cũng là một lời cảnh cáo. Cảnh cáo tất cả người của Vương Thành Mạo Hiểm đừng nham nhe khu vực cấm phía nam. Giữ lại tốt hơn giết. Người phụ nữ xinh đẹp do Giao Long màu xanh biến thành nói một tràng, làm cho Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ ở bên cạnh đều sửng sốt. Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động, thì ra lúc nãy ba người chỉ tùy tiện ra tay đã tiêu diệt hai phân thân của Viên Nhật Tân, còn đánh cho chân thân của lão già chết tiệt kia bị thương nặng, trong vòng 10 năm không dậy nổi sóng gió. Ngoài ra, nghe ý của Giao Long thì hình như ba đại yêu tu hành ở đây từng hứa với ai đó là không ra tay với nhân tộc, nếu ra tay thì bắt buộc phải rời khỏi đây, còn nói Hạ Lộ sẽ ở lại nên mới tha mạng cho Viên Nhật Tân, không thì đã giết chết lão già kia rồi. Giữ lại để cảnh cáo quả thật tốt hơn giết. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn hơi tiếc nuối, sao không giết lão già chết tiệt kia luôn nhỉ?
giết Viên Nhật Tân thì hắn bất một kẻ địch mạnh. Đối với hắn mà nói, giữ lại Viên Nhật Tân chính là đặt một quả bom hẹn giờ. Có điều hắn chỉ nghĩ trong lòng thôi, không dám nói ra. Lúc này Hạ Lộ đã hoàn hồn, vội vàng chạy tới chỗ ba đại yêu. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng chạy theo. Sư phụ, Phi Hùng sư thúc, Kim Ô sư thúc, mọi người phải đi sao? Hạ Lộ hành lễ với ba người, dầu dĩ hỏi. Phi Hùng và Kim Ô chỉ gật đầu chứ không nói gì. Lúc này vẻ lạnh lùng trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp do Giao Long hóa thành đã biến mất. Bà nhìn Hạ Lộ với vẻ mặt hiền hòa yêu thương, xoa đầu nàng nói, đúng vậy, ba chúng ta đã tu luyện ở đây quá lâu, nếu không phải 18 năm trước con xuất hiện thì vi sư và hai sư thúc của con đã rời đi từ 18 năm trước rồi. Bây giờ vi sư đã dạy hết cho con những gì có thể dạy, cũng giúp con tu thành long thân. Con đường sau này con phải tự mình đi, phải xem tạo hóa của con. Chúng ta đã hứa với đại nhân là nếu ra tay đối phó với nhân tộc thì phải rời khỏi đây, không đi không được. Đồ nhi à, sau này con phải đi con đường riêng mới có thể trưởng thành. Mắt Hạ Lộ đỏ hoe, nàng nhìn sư phụ Giao Long màu xanh và nói, sư phụ không thể dẫn con theo sao? Đồ ngốc này, tạm thời không thể dẫn con tới nơi chúng ta muốn đến. Hơn nữa vi sư đã nói rồi, mỗi tu sĩ đều có con đường riêng phải đi, như vậy mới có thể đi xa hơn, cứ mãi sống dưới sự che chở của sư phụ thì con vĩnh viễn không thể hóa thành chân long. Con phải nhớ là con đường của con có một ngày Giao Long hóa thành chân long. Giao Long nói. Hạ Lộ rưng rưng nước mắt, vậy, mọi người muốn đi đâu? Sau này đệ tử nhất định sẽ đi tìm sư phụ, sư thúc. Chúng ta sẽ đi tu chân giới. Trong đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp do Giao Long màu xanh biến thành lóe lên tia sáng, nàng nhìn về phía chân trời vô biên. Dương Bách Xuyên nghe thấy ba chữ tu chân giới, toàn thân bất giác run lên. Ba chữ tu chân giới vẫn luôn là từ nhạy cảm nhất trong lòng Dương Bách Xuyên. Bắt đầu từ giây phút hắn nhặt được bình càn khôn, bắt đầu từ khoảnh khắc gặp sư phụ Vân Thiên Tà, từ lần đầu nạp khí cho tới hôm nay lên tới xuất khiếu hậu kỳ, hắn trải qua vô số kiếp nạn sinh tử thật ra cũng chỉ vì tu chân giới. Cũng là mục tiêu phấn đấu của hắn sau này. Tới tu chân giới. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy có người nói muốn tới tu chân giới. Tuy rằng hắn biết mình không đi được, người ta cũng không dẫn hắn đi, nhưng ba chữ tu chân giới vẫn khiến cõi lòng hắn nổ vang. Có lẽ Giao Long màu xanh cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Dương Bách Xuyên, vì thế quay sang nhìn hắn. Sau đó, bà híp mắt hỏi, thằng nhóc ngươi chính là Dương Bách Xuyên phải không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, nghe chừng người đẹp Giao Long biết mình. Có điều hắn đã được chứng kiến sức mạnh của người đẹp Giao Long. Hơn nữa người ta còn là sư phụ của Hạ Lộ, nói chuyện với mình cũng không có thái độ thù địch gì. Vì vậy hắn không dám sơ suất, vội vàng chắp tay nói, vãn bối Dương Bách Xuyên bái kiến ba vị tiền bối. Người đẹp Giao Long khẽ gật đầu coi như đáp lại Dương Bách Xuyên, kế tiếp bà quay sang hỏi Tam Túc Kim Ô, lão Tam, người thấy sao? Tam Túc Kim Ô gật đầu, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên, con người lập tức biến thành màu vàng. Trong nháy mắt thần hồn của Dương Bách Xuyên chấn động, bị Tam Túc Kim Ô liếc một cái, hắn cảm thấy nguyên thần dao động bất ổn. Hơn nữa, đôi mắt của Tam Túc Kim Ô chiếu tới tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác sâu thẳm thẳm như sao trời biển rộng, có thể mê hoặc tâm trí. Cảm giác này biến mất rất nhanh, nhưng vẫn khiến Dương Bách Xuyên vừa sợ hãi vừa tức giận, hắn không kìm được muốn nổi giận. Nhưng lại nghe thấy Tam Túc Kim Ô nói với người đẹp Giao Long cũng là sư phụ của Hạ Lộ, lạ lắm đại tỷ ạ. Ánh sáng Kim Ô của ta từng xem xét vô số người, ít nhiều gì cũng nhìn ra chút ít manh mối, nhưng... không biết thằng nhãi này là thể loại gì mà ta không nhìn thấu, không nhìn ra chút gì. Trong mắt người đẹp Giao Long tức sư phụ của Hạ Lộ lóe lên tia sáng. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên. Trầm ngâm nói, ánh sáng Kim Ô của Tam Đệ nhà ta nổi tiếng ngang ngửa ánh sáng ngũ sắc của Khổng Tước, đều là thần quang thiên phú bậc nhất thế gian. Không chỉ có thể đả thương kẻ địch, mà ý thức còn có thể quan sát số mệnh của con người. Mặc dù tu vi của Tam Đệ vẫn chưa đạt tới cấp bậc phản tổ, nhưng quan sát một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu cũng đủ rồi. Nói đến đây, người đẹp Giao Long dừng lại chốc lát, đôi mắt lấp lánh như sao trời nhìn thẳng vào Dương Bách Xuyên. Chậm rãi cất lời, ánh sáng Kim Ô không nhìn thấu được ngươi thì chỉ có hai khả năng. Một, ngươi là thiên kiêu bất phàm. Hai,
ngươi là ma tinh vạn kiếp không xuất hiện, ngươi, thật sự không giống người bình thường. Hạ Lộ thường xuyên nhắc tới ngươi trước mặt ta, nói ngươi là người bạn đầu tiên của nó. Ngươi là người phàm giới nhưng có thể tới Sơn Hải giới, thậm chí còn đến được Châu Tây Sơn, điều này chứng tỏ duyên phận của các ngươi không mỏng. Nghe vậy Dương Bách Xuyên không biết nên hiểu là đối phương khen mình hay gì. Hắn chỉ có thể cười gượng, im lặng không đáp lời, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, có ai nói như vậy không? Cái gì mà ta là ma tinh vạn kiếp không xuất hiện? Ngươi mới là ma tinh, cả nhà ngươi đều là ma tinh. Con mẹ nó các ngươi cứ nói thẳng anh đây là sao chổi cho xong. Trong lúc tên họ Dương nào đó đang mắng thầm, người đẹp Giao Long lại lên tiếng, nhóc con, ta không nhiều lời nữa. Như ta đã nói với Hạ Lộ đấy, mỗi người có con đường riêng có thể đi. Ta không quan tâm ngươi là thiên kiêu hay là ma tinh, nhưng ta hiểu rõ đồ nhi Hạ Lộ, nàng coi ngươi là bạn thì sẽ không thay đổi, thiết nghĩ vận mệnh của các ngươi đã đan vào nhau không tách ra được. Thế này nhé, ngươi hứa chăm sóc tốt cho Hạ Lộ giúp ta thì ta sẽ tặng ngươi địa bàn khu vực cấm phía nam này. Ba chúng ta đi rồi, phúc địa tu luyện của ba đại yêu tu ở khu vực cấm phía nam là Hồ Tinh Thần, Hỏa Diễm Sơn, Tiểu Giao Trì Sơn đều tặng hết cho ngươi. Ngươi thấy sao? Người đẹp Giao Long nói đến đây, mắt sáng lấp lóe, mỉm cười như thương nhân. Nhưng Dương Bách Xuyên không chú ý tới biểu cảm của bà, trong đầu chỉ lởn vởn một câu, ta tặng khu vực cấm phía nam này cho ngươi. Địch, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt cầu còn không được. Hắn còn chưa biết sắp xếp cho mấy trăm đệ tử Vân Môn bên trong không gian bình càn khôn như thế nào đây này. Nếu có được khu bảo địa lớn như khu vực cấm phía nam thì đúng là chuyện tốt ngang trời. Đừng nói Hạ Lộ là người bạn cùng vào sinh ra tử với hắn, cho dù không phải thì cũng không sao. Chăm sóc một người phụ nữ thôi mà, có gì đâu. Dương Bách Xuyên không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức, được, ta đồng ý. Thật ra cho dù tiền bối không nói thì ta cũng làm. Khi ở phàm giới, ta nợ Hạ Lộ một mạng, cho dù dùng cả tính mạng bảo vệ nàng cũng không đủ. Đây là lời nói thật lòng, cũng là lời hứa hẹn. Năm xưa nếu Hạ Lộ không giúp Dương Bách Xuyên giải quyết hai võ cổ giả tiên thiên nước ngoài thì không biết hắn sẽ ra sao. Vì vậy, Dương Bách Xuyên nói dùng cả tính mạng để bảo vệ Hạ Lộ không phải giả chân. Sư phụ của Hạ Lộ nở nụ cười. Dương Bách Xuyên có nói thật hay nói dối đều không lừa được bà. Sau đó, người đẹp Giao Long nói, thằng nhóc ngoan, chỉ bằng câu nói này của ngươi, Hạ Lộ nhà ta không nhìn nhầm ngươi. Hãy phát triển khu vực cấm phía nam thật tốt, có lẽ ngươi sẽ gặt hái được niềm vui bất ngờ đấy, nhưng ngươi chỉ có thời gian 10 năm. Dù sao tên viên Nhật Tân kia cũng là túc lão của điện mạo hiểm, thời gian ta làm lão ta bị thương chỉ có 10 năm mà thôi. 10 năm sau lão ta hồi phục ắt sẽ đến khu vực cấm phía nam. Ngươi có thể giữ được khu bảo địa phong thủy này hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta giao Hạ Lộ cho ngươi, đừng để ta thất vọng, cũng đừng khiến Hạ Lộ thất vọng. Mai này chúng ta gặp lại tại tu chân giới. Lão nhị lão tam, chúng ta đi thôi. Giữa các tu sĩ không phiền toái như người phàm, nói đi là đi. Người đẹp Giao Long nói xong, ba người hóa thành vệt sáng biến mất nơi chân trời. Sư phụ bảo trọng, Hạ Lộ rưng rưng nước mắt, vừa hô to vừa cúi chào phía chân trời. Dương Bách Xuyên hơi thẳng thốt, thôi vậy, thật ra hắn muốn hỏi chuyện về tu chân giới, nhưng bây giờ thì hay rồi. Người ta nói đi liền đi mất bóng, hắn đành nuối tiếc trong lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật bây giờ hắn không nghĩ đến chuyện đi tu chân giới. Thứ nhất là vì hắn cảm thấy với thực lực của mình mà đi tu chân giới thì vẫn còn non lắm. Thứ hai là hắn muốn sắp xếp cho đệ tử Vân Môn. Thứ ba là hắn còn muốn tìm đại đồ đệ Độc Cô Hối và tam đồ đệ Võ Kiếm, ngoài ra còn phải đi thăm những người ở lại thành tán tu như là Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm. Huynh đệ Gia Cát cũng phải đi tìm những người bạn mới Diệp Vô Tâm, Lê Nặc. Và cả đại ca Kết Nghĩa Vượn Trắng Bạch Khởi và Hầu Đậu Đậu đi theo đại ca đến Đại Hoang. Còn con Trồn Hương Hương, Tiểu Phượng Hoàng nữa. Năm đó sau khi đại náo thành Yêu Quang, hắn ngất xỉu không thể quan tâm tới chúng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là con Trồn và Tiểu Phượng Hoàng đã theo lão ma tước năm đó đi Đại Hoang. Tóm lại là ở Sơn Hải giới còn rất nhiều người hắn muốn tìm và rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm nơi dừng chân cho mọi người Vân Môn bên trong không gian bình càn khôn.
Hiện giờ Dương Bách Xuyên đã nhận được bảo địa tu luyện khu vực cấm phía Nam, có thể nói là đã giải quyết vấn đề cấp bách cho hắn. Điều đáng mừng hơn cả là hắn đã gặp lại Hạ Lộ, vô tình gặp được người bạn cũ Chiêm Khánh Nhân ở Vương Thành mạo hiểm, gián tiếp tìm thấy Hồ Tiên Nhi, hơn nữa còn có tung tích của Mai Thi Dĩnh. Nghĩ đến Mai Thi Dĩnh, Dương Bách Xuyên chợt thót tim. Hắn nhớ ra lúc trước Chiêm Khánh Nhân nói rằng sau khi Mai Thi Dĩnh và mấy người bạn của hắn ta đi vào địa giới Hồ Tinh Thần thì sương mù dâng lên, sau đó mất tích. Lẽ nào Mai Thi Dĩnh bị Hạ Lộ ăn rồi? Hạ Lộ không quen biết Mai Thi Dĩnh, nếu Mai Thi Dĩnh bị Hạ Lộ ăn thật thì to chuyện. Dương Bách Xuyên vội vàng đỡ Hạ Lộ đang buồn bã vì sư phụ rời đi dậy, sốt sắng hỏi, Hạ Lộ đừng khóc, ta muốn hỏi ngươi một chuyện quan trọng. Hạ Lộ được Dương Bách Xuyên đỡ hai cánh tay nâng dậy. Nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác phái như vậy bao giờ, toàn thân bất giác run lên, mặt đỏ bừng, lén nhìn Dương Bách Xuyên. Có điều Dương Bách Xuyên đang vội, không chú ý tới sự khác thường của nàng. Hạ Lộ thở phào nhẹ nhõm, thấy đối phương căng thẳng, nàng bèn hỏi, chuyện gì vậy, ngươi nói đi. Trước kia, à đúng rồi, hôm qua có mấy người đến Hồ Tinh Thần, ngươi có nhìn thấy bọn họ không? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Hạ Lộ nhìn dáng vẻ tràn đầy căng thẳng của Dương Bách Xuyên, đảo mắt nói, có đến. Dương Bách Xuyên mừng rỡ hỏi, đến thì tốt, bây giờ họ đang ở đâu? Hạ Lộ nghiêm mặt nói, bị ta ăn rồi. Á, Dương Bách Xuyên run rẩy cả người, mồ hôi trán túa ra. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất, thế này thì, hắn phải ăn nói với chị Mai thế nào? Hơn nữa Hạ Lộ là bạn hắn. Sau này chắc chắn phải gặp mọi người, gặp chị Mai. Ôi ôi ôi, bây giờ Hạ Lộ lại bảo nàng đã ăn em gái của chị Mai. Tim Dương Bách Xuyên đau thắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông trời hại người, Dương Bách Xuyên ngồi xổm dưới đất, hai tay túm tóc gào to. Nhưng lúc này bên tai vang lên tiếng cười như chuông bạc của Hạ Lộ. Ngươi, nghe thấy Hạ Lộ bật cười, Dương Bách Xuyên lập tức muốn chửi bới, nhưng hắn nghĩ lại, không đúng. Theo sự hiểu biết của hắn về Hạ Lộ, lúc này nàng ấy không nên bật cười mới đúng. Cuối cùng vẫn là nhịn được rồi. Thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên khó coi, Hạ Lộ ngừng cười, sau đó nói, được rồi, trêu người thôi, tất nhiên ta có quen Mai Thi Dĩnh, mấy người bọn họ đều không sao, được ta mời đến Long Cung làm khách rồi. Hơ! Dương Bách Xuyên ngẩn người mấy chục giây, nặn ra một câu, người quen Mai Thi Dĩnh. Đừng quên lúc ở Trung Quốc ta là phụ trách quản lý thần Long Đàm đấy, Mai Thi Dĩnh là đệ tử Nga Mi, ta có thể không quen sao? Hôm qua lúc nhóm ba người bọn họ xông vào sương mù lớn, ta vừa nhìn đã nhận ra là nàng ấy, nên mời bọn họ vào Long Cung Hồ Tinh Thần rồi. Hạ Lộ mỉm cười nói. Lúc này tâm trạng Dương Bách Xuyên rất tốt, nhìn Hạ Lộ càng phát hiện nàng ấy nghiêng nước nghiêng thành hơn rồi, Hạ Lộ lúc trước không cười nói tùy tiện, còn bây giờ nàng ấy lại biết cười rồi. Nàng cười lên nghiêng nước nghiêng thành. Bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, Hạ Lộ vô cùng mất tự nhiên, sắc mặt ửng đỏ, quay đầu đi. Lúc này Dương Mỗ mới phát hiện, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái như vậy hình như rất bất lịch sự, mà không đúng, là nàng tiên cá, vẫn không đúng, bây giờ nàng là giao long rồi. Khụ khụ gì nhỉ, chúng ta đi tìm nhóm Mai Thi Dĩnh đi, ta còn dẫn theo rất nhiều người ở Cố Hương đến đây. Dương Bách Xuyên kiếm chuyện để nói, cũng chuyển đề tài hóa giải xấu hổ. Được, người đi theo ta. Hạ Lộ dẫn đầu. Rất nhanh hai người đã đến trước một hồ nước khổng lồ, nhìn cả hồ nước nói ít cũng phải mấy cây số, có thể xuất hiện một hồ nước lớn thế này ở sa mạc Châu Tây Sơn đúng là hiếm có. Lúc Hạ Lộ vung tay, nước hồ yên lặng sinh ra một xoáy nước, sau đó Dương Bách Xuyên thấy xuất hiện một bậc thang kéo thẳng xuống. Đi thôi. Đến Long Cung ở đáy hồ trước, trong lúc nói chuyện, Hạ Lộ đã dẫn đầu đi vào lối đi xoáy nước. Hai người đi xuống men theo bậc thang, sau khi đi khoảng hơn 100 mét đã xuất hiện ở trước một cửa điện to lớn, Hạ Lộ nói, nơi này là cung giao long sư phụ ta xây dựng. Nhóm Mai Thi Dĩnh đang ở bên trong. Dứt lời Hạ Lộ vung tay, cửa cung mở ra, hai người bước vào. Một đại điện đủ 5-600 mét vuông xuất hiện trước mắt. Bên trong rất tinh xảo và đặc biệt, có trồng đủ các loại linh dược làm đồ trang trí, có chòi nghỉ mát, hòn non bộ v.v., không thiếu thứ gì. Dương đại ca. Một tiếng kích động ngạc nhiên vui mừng vang lên từ một góc của đại điện.
Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn chính là Mai Thi Dĩnh năm đó từ biệt chưa từng gặp lại, đỏ mắt bay nhào qua. Sau khi Mai Thi Dĩnh thấy Dương Bách Xuyên cả đầu toàn tóc trắng, lấy lại tinh thần ngay lập tức nhào vào trong lòng Dương Bách Xuyên, năm đó sau khi bí địa Trường Bạch sụp đổ, tất cả mọi người đều bị cuốn vào Sơn Hải giới. Nàng và Hồ Tiên Nhi, Chiêm Khánh Nhân may mắn xuất hiện cùng nhau, hơn 10 năm lo sợ đi đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Dương Bách Xuyên và những người khác. Chỉ là bọn họ mới đến Sơn Hải giới tu vi còn chưa đến cả Kim Đan, thật sự vô cùng khó khăn, sau đó nghỉ chân ở Vương Thành mạo hiểm, trở thành khách phiêu lưu, bởi vì chỉ có trở thành khách phiêu lưu bọn họ mới có thể nâng cao tu vi, mới có thể sống sót, mới có thể tìm kiếm người khác. Cả Sơn Hải giới quá rộng lớn, tìm người khó biết bao, không có tu vi chèo trống, nói dễ hơn làm. Cho nên nàng và Chiêm Khánh Nhân, Hồ Tiên Nhi ba người đều đang liều mạng tu luyện, thời gian hơn 10 năm nàng và Hồ Tiên Nhi cũng mới khó khăn bước vào cảnh giới Nguyên Anh, chỉ có tu vi của Chiêm Khánh Nhân đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Thời gian trước, sau khi tu vi của ba người bọn họ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, cuối cùng cũng dám bước ra Châu Tây Sơn, đến chỗ khác của Sơn Hải giới tìm người khác rồi. Nhưng ai ngờ lúc đến điện mạo hiểm giao nhiệm vụ lại gặp phải nhị thế tổ của Vương Thành mạo hiểm Viên Văn Thiên. Kết quả Viên Văn Thiên chú ý sắc đẹp của Hồ Tiên Nhi, trực tiếp cướp người. Mai Thi Dĩnh biết, may mắn hôm đó đúng lúc nàng tu luyện không đi, nếu không cũng khó thoát một kiếp. Sau khi Hồ Tiên Nhi bị Viên Văn Thiên bắt đi, Chiêm Khánh Nhân muốn đi tìm, kết quả Viên Văn Thiên mượn cớ bắt bọn họ đến Hồ Tinh Thần tìm một loại linh dược mới có thể thả Hồ Tiên Nhi. Nhưng ai ngờ mạo hiểm đến Hồ Tinh Thần lại nổi sương mù lớn, mấy người bọn họ đã lạc mất Chiêm Khánh Nhân. Sau đó có Giao Long xuất hiện, kết quả không ngờ Giao Long của Hồ Tinh Thần lại là đàm chủ thần Long Đàm Hạ Lộ của Trung Quốc năm đó, nàng ấy không giết bọn họ, ngược lại còn mời bọn họ đến Long Cung. Đương nhiên Mai Thi Dĩnh chưa từng gặp Hạ Lộ, nhưng Hạ Lộ lại biết Mai Thi Dĩnh. Cuối cùng cũng coi như giữ được tính mạng, nhưng Mai Thi Dĩnh vẫn luôn lo lắng cho Chiêm Khánh Nhân. Lúc nàng muốn ra ngoài, Hạ Lộ và sư phụ Giao Long màu xanh của nàng ấy đều đã ra khỏi Long Cung. Khi về, Hạ Lộ dẫn theo Dương Bách Xuyên trở về, điều này khiến Mai Thi Dĩnh kích động hỏng rồi. Nàng chợt nhào vào trong lòng Dương Bách Xuyên bật khóc, khóc ra hết tất cả tủi thân phải chịu những năm này, đây chính là cảm giác gặp được người thân. Dương Bách Xuyên là người từng trải, cũng từng trải qua gian nan vất vả năm đó một mình sinh tồn ở Sơn Hải. Đương nhiên hiểu được tủi thân buồn khổ trong lòng Mai Thi Dĩnh, hắn vươn hai tay ra nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, an ủi nói, không sao rồi, không sao rồi, tất cả đều đã qua rồi, tất cả đều sẽ tốt thôi, có ta ở đây sẽ không để các ngươi chịu ấm ức nữa. Hu hu, nghe thấy lời an ủi của Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh càng khóc to hơn, giống như đứa trẻ chút hết sự ấm ức từng chịu những năm này vậy, chỉ có bản thân nàng biết rõ hơn 10 năm nay ba người bọn họ đã trải qua như thế nào. Dương Bách Xuyên vỗ lưng của nàng, im lặng an ủi, trong lòng cũng càng kiên định phải cho tất cả bạn bè người thân một nơi dừng chân ổn định, đồng thời hắn đã kiểm tra bệnh huyết mạch năm đó của Mai Thi Dĩnh đã biến mất. Chẳng trách hơn 10 năm ngắn ngủi đã có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, còn cả Hồ Tiên Nhi lúc trước cũng vậy. Nếu nói Chiêm Khánh Nhân tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, mặc dù Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận. Chiêm Yêu Nghiệt vốn chính là thiên tài tu luyện. Lúc ở địa cầu chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi trong võ cổ giả, đến Sơn Hải giới tu chân có thể tu luyện nhanh chóng cũng không kỳ lạ. Mà Mai Thi Dĩnh cũng đã bước vào Nguyên Anh, điểm này đủ để nói rõ huyết mạch thần phượng trong người của nàng đã thức tỉnh. Năm đó sư phụ từng nói gia tộc thần phượng ở tu chân giới là gia tộc đứng đầu tên tuổi ngang với Kỳ Lân, Long tộc, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nhưng huyết mạch thần phượng trong người Mai Thi Dĩnh nàng không áp chế được, cần tìm được loại tinh hỏa trời đất nào đó mới được. Năm đó mặc dù ở núi Trường Bạch đã đồng ý Mai Thi Dĩnh tìm tinh hỏa trời đất giải quyết, nhưng lúc đó chỉ là luyện chế đan huyền băng áp chế huyết mạch thần phượng cho nàng. Còn chưa kịp tìm tinh hỏa trời đất thì bí địa Trường Bạch đã sụp đổ, mọi người đều bị cuốn vào Sơn Hải giới, kết quả đã mất tung tích đến bây giờ. Hiện giờ quan sát tình hình trong người của Mai Thi Dĩnh, phát hiện huyết mạch thần phượng trong người nàng đã hoàn toàn thức tỉnh. Điều này chứng tỏ Mai Thi Dĩnh đã có cơ duyên tìm được tinh hỏa trời đất ở Sơn Hải giới, sau đó giải quyết vấn đề huyết mạch thần phượng cắn trả. Chẳng trách thời gian hơn 10 năm nàng đã có thể bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Từ nay về sau sợ là Mai Thi Dĩnh sẽ trở thành một thiên tài tu luyện chân chính, tu chân giả huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, huyết mạch thần phượng trong người nàng vô cùng mạnh mẽ.
Còn về Hồ Tiên Nhi, mặc dù Dương Bách Xuyên không biết tại sao cũng có thể đạt được Nguyên Anh, nhưng nghĩ tới nàng là thiên tài của nhà họ Hồ năm đó, chắc cũng có chỗ không tầm thường của mình. Tóm lại đều là chuyện tốt. Khụ khụ. Ngay lúc Mai Thị Dĩnh ôm Dương Bách Xuyên khóc lớn, ba người một nam hai nữ sau lưng nàng, người đàn ông ho khan một tiếng. Mai Thị Dĩnh như tỉnh mộng, lúc này mới phát hiện bản thân thất thố rồi, vội vàng lau nước mắt, đỏ mặt xấu hổ nói, Dương Bách Xuyên, ta giới thiệu cho ngươi, ba người bọn họ là bạn ta và Chiêm đại ca quen ở Sơn Hải giới. Ba người đều là Nguyên Anh sơ kỳ, coi như là đồng hành của nhóm Chiêm Khánh Nhân ở Vương Thành Mạo Hiểm, khách phiêu lưu mạo hiểm sống chết cùng nhau. Sau khi mấy người làm quen với nhau, Hạ Lộ sắp xếp một tiểu yêu rót trà, ở cung Giao Long tất nhiên sẽ không thiếu một số tiểu yêu hầu hạ sư đồ Hạ Lộ. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên cuối cùng đã biết nguyên nhân hậu quả trước đó, tình hình của mấy người Chiêm Khánh Nhân gần giống như hắn đoán. Lúc hỏi Hạ Lộ, nàng ấy quả thật cũng nói năm đó sau khi nàng ấy bị thương đã gặp Lữ Xuân Thu, nhưng trước đó vẫn đều không biết sự tồn tại của Lữ Xuân Thu, quả thật cũng là Lữ Xuân Thu đưa nàng ấy từ truyền tống trận ở đáy Trường Giang đến Sơn Hải giới. Đó là một truyền tống trận một chiều, trùng hợp là chỗ truyền tống qua chính là Hồ Tinh Thần. Bản thể của Hạ Lộ năm đó chính là một con cá rồng, sau khi đến Hề Tinh Thần đã được Giao Long màu xanh phát hiện rồi nhận nàng ấy làm đồ đệ, sau đó vẫn luôn là sư phụ Giao Long của nàng ấy giúp đỡ nàng ấy tu luyện tiến hóa đến trạng thái Giao Long màu vàng. Dương Bách Xuyên cũng kể đơn giản lại chuyện năm đó, còn nói tình hình của địa cầu, hơn nữa không hề giấu giếm hắn đến sa mạc là vì bị lão tổ của Kinh Thiên Môn đuổi giết tới đây. Đợi sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, Mai Thị Dĩnh lo lắng nói, Dương đại ca, có thể đến Vương Thành Mạo Hiểm tìm Chiêm Khánh Nhân và Tiên Nhi muội muội không? Nghe đồn, Viên Văn Thiên kia chính là ác bá, gã cũng là túc lão thứ ba của Điện Mạo Hiểm, ta rất lo lắng cho bọn họ. Lúc này Dương Bách Xuyên còn chưa nói với Mai Thị Dĩnh chuyện của không gian bình càn khôn, dù sao vẫn còn ba dân bản địa của Sơn Hải giới ở đây. Dù ba người bọn họ có phải bạn bè của nhóm Mai Thị Dĩnh và Chiêm Khánh Nhân hay không, thì tóm lại bí mật của bình càn khôn là bí mật lớn nhất của hắn, không phải người thân cận, Dương Bách Xuyên sẽ không nói ra trước mặt người ngoài. Nghe Mai Thị Dĩnh nói, Dương Bách Xuyên nhìn Hạ Lộ, hỏi, Hạ Lộ, có mật thất tu luyện không? Ta đi điều dưỡng chân khí một lát. Hạ Lộ nhìn ánh mắt của Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói, ở hậu điện có. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi nói với Mai Thị Dĩnh, đúng rồi Dĩnh Nhi, ngươi đi với ta lát, ta tiện thể kiểm tra tình hình huyết mạch trong người ngươi. Ồ, mặc dù không biết tại sao Dương Bách Xuyên lại né tránh chuyện nàng bảo đi tìm Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, đứng dậy chào ba người bạn, rồi đến hậu điện với Dương Bách Xuyên. Đến hậu điện, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói với Mai Thị Dĩnh, sự việc quan trọng, trên người ta có một số bí mật, không thể để người ngoài biết. Chiêm Yêu Nghiệt và Hồ Tiên Nhi không sao, lúc này đều đang ở trong pháp bảo động thiên của ta, ngươi đừng phản kháng, ta đưa ngươi vào thăm bọn họ. Thật sao, Mai Thị Dĩnh ngạc nhiên vui mừng reo lên. Ta còn có thể lừa ngươi à? Dương Bách Xuyên cười. Được được được, ta chỉ là kích động quá, Mai Thị Dĩnh nói. Dương Bách Xuyên trầm ngâm một lát lại nói, ta còn có tin tốt muốn nói với ngươi. Cái gì? Mai Thị Dĩnh sửng sốt hỏi. Tỷ tỷ ngươi chưa chết, chỉ là năm đó xảy ra chút chuyện, bây giờ đã hóa thành cá rồng, có điều ta tin rằng rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Dương Bách Xuyên nghĩ rồi cuối cùng vẫn nói tin tức của chị Mai cho Mai Thị Dĩnh. Hắn biết Mai Thị Dĩnh vẫn luôn có nút thắt trong lòng đối với cái chết của tỷ tỷ nàng, mặc dù Mai Thị Dĩnh đã tha thứ cho hắn. Chuyện của chị Mai năm đó cũng không thể trách hắn, nhưng dù thế nào thì cuối cùng cũng có thể cho Mai Thị Dĩnh một lời giải thích rồi. Dương đại ca, không phải ngươi đang lừa ta đấy chứ? Nghe Dương Bách Xuyên nói tỷ tỷ chưa chết, cả người Mai Thị Dĩnh run lên, run giọng hỏi. Nàng chỉ sợ Dương Bách Xuyên đang nói đùa với nàng, quả thật địa vị của tỷ tỷ trong lòng nàng không thể thay thế, cũng là nút thắt trong lòng nàng. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên lại nói tỷ tỷ chưa chết. Chỉ là biến thành cá rồng. Điều này đối với nàng thì có là gì đâu, chỉ cần tỷ tỷ còn sống là tốt rồi, trong lòng đã có một nơi gửi gắm tinh thần. Nước mắt của Mai Thị Dĩnh lập tức chảy xuống, không có tin tức nào tốt hơn tin tức này. Dương Bách Xuyên biết đối với Mai Thị Dĩnh, chị Mai chưa chết, quả thật rất khó tin,
nên hắn nói, thế này đi, ta đưa người đi gặp tỷ tỷ ngươi trước, đến lúc đó nàng ấy sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Dứt lời, trong lòng hắt chợt động trực tiếp đưa Mai Thi Dĩnh vào đáy hồ của cá rồng trong không gian bình càn khôn, xuất hiện trước mặt chị Mai. Bản thân Dương Bách Xuyên không tiến vào, mà quay lại đại điện tìm Hạ Lộ, bây giờ hắn phải ra ngoài xem địa hình của khu vực cấm phía nam, về sau phải sắp xếp ổn thỏa cho người của Vân Môn đang ở trong không gian bình càn khôn. Sau này khu vực cấm phía nam Châu Tây Sơn sẽ là căn cứ địa ở Sơn Hải Giới của Vân Môn. Vân Môn sẽ đâm chồi nảy lộc ở Sơn Hải Giới. Bắt đầu bước đi mới. Sau khi ra ngoài với Hạ Lộ, Dương Bách Xuyên tất nhiên đã kể với Hạ Lộ chuyện trong không gian bình càn khôn trên người hắn có mấy trăm đệ tử Vân Môn, đương nhiên không gian bình càn khôn trong miệng hắn chính là một pháp bảo động thiên. Hắn giải thích ý tưởng xong, Hạ Lộ đề nghị, nếu ngươi muốn xây dựng căn cứ mới của Vân Môn, ý kiến của ta là chọn trên núi Tiểu Giao Chỉ đi. Dừng một lát, Hạ Lộ nói tiếp, núi Tiểu Giao Chỉ có hướng đi Nam Bắc, phía Bắc là núi tuyết mịt mù, rất ít yêu thú. Cũng là chỗ đạo tràng của sư phụ Phi Hùng của ta. Phía nam hoàn toàn ngược lại, một vùng xanh tươi tốt, toàn là rừng cây nguyên thủy mênh mông bát ngát. Tiếp tục đi về phía nam sẽ trực tiếp tiến vào dãy núi Giao Chỉ của địa hạt Đại Hoang, núi Tiểu Giao Chỉ chính là một nhánh nhỏ của dãy núi Giao Chỉ Đại Hoang. Ở giữa núi Tiểu Giao Chỉ có một chỗ đất khá bằng phẳng, vừa hay là điểm giao giới Nam Bắc, thích hợp xây dựng tông môn, hai bên Nam Bắc có 9 ngọn núi. Tạo thành hai cánh tung ra trông như bay lượn, đó là vùng bảo địa phong thủy không tệ. Mà núi Tiểu Giao Trì, Hồ Tinh Thần, núi Hỏa Diệm, ba nơi này tạo thành hình chữ phẩm, chung cách nhau 3.000 dặm, không tính là xa. Quan trọng nhất là ta từng nghe sư phụ nói, trung tâm của ba nơi này là chỗ đại trận truyền tống do Vương quốc Mạo Hiểm cổ xưa xây dựng, có thể thông đến bất cứ nơi nào của Sơn Hải Giới, nhưng mà đã bị hư hỏng, không biết sau bao nhiêu năm còn có thể sửa và dùng lại không. Ngươi có thể xây một thành trấn ở đó, lúc trước nó vốn là một khu vực trong thành của Vương quốc Mạo Hiểm. Còn về núi Hỏa Diệm, môi trường không thích hợp lắm, dù sao trên núi cũng có núi lửa, hơn nữa Hỏa Diễm uy lực không nhỏ, không thích hợp cho đệ tử tu luyện, nhưng có thể làm nơi lịch luyện của tông môn. Núi Hỏa Diệm được coi như là điểm nối liền với các chỗ sâu của sa mạc Châu Tây Sơn, quanh năm có yêu thú sa mạc xuất hiện. Còn Hồ Tinh Thần cũng không thích hợp lắm. Vừa nãy ngươi cũng đi xem đáy hồ rồi, đó là cung giao long sư phụ ta để lại, ta phải coi giữ. Không phải ta không muốn để ngươi quấy nhiễu, mà là chỗ sâu của Hồ Tinh Thần nối liền với địa hạt Đại Hoang, lối đi đã bị ba người sư phụ sư thúc ta liên thủ phong ấn, nếu không vùng này đã có hải yêu từ lâu rồi. Nếu như có người không cẩn thận kích động trận pháp, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hai người vừa nói vừa phi hành, rất nhanh đã đến địa điểm Hạ Lộ nói. Ở khu vực cấm phía nam này không xuất hiện cơn lốc, cũng có linh khí trời đất nồng đậm, ngược lại không có gì mà không thể phi hành. Sau khi đến nơi, Dương Bách Xuyên phát hiện quả nhiên là một vùng bảo địa phong thủy giống như Hạ Lộ nói, trong lòng vô cùng vui mừng. Quan sát xong, Dương Bách Xuyên thả tất cả mọi người của Vân Môn trong không gian bình càn khôn ra ngoài. Sau khi Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi vào trong, mọi người đều đã được biết về tình hình của Sơn Hải Giới và Dương Bách Xuyên hiện giờ. Dương Mỗ giới thiệu Hạ Lộ cho mọi người quen biết dưới ánh mắt sắc bén của mấy nữ nhân, ban đầu mấy nữ nhân còn có địch ý với Hạ Lộ, sau khi biết Hạ Lộ chính là đàm chủ đại nhân của thần Long Đàm Trung Quốc, cũng là ân nhân cứu mạng năm đó của Dương Bách Xuyên, chỗ mọi người đang ở bây giờ cũng là sư phụ Hạ Lộ tặng cho, thái độ của tất cả mọi người đều thay đổi rồi. Triệu Nam dẫn đầu mấy nữ nhân nhanh chóng hòa hợp với Hạ Lộ, luôn miệng gọi tỷ tỷ muội muội, khỏi nói thân mật cỡ nào. Cảnh này làm cho Dương Bách Xuyên trợn mắt há miệng, than thở nữ nhân thật dễ thay đổi. Sau khi gặp tỷ tỷ, Mai Thi Dĩnh cũng ra khỏi hồ cá rồng tụ họp với mọi người, không xuất hiện mâu thuẫn lớn gì. Dương Bách Xuyên lập tức tuyên bố khu vực cấm phía Nam Châu Tây Sơn là căn cứ địa mới ở Sơn Hải Giới của Vân Môn, để 300 đệ tử Vân Môn bắt đầu xây dựng tông môn. Chuyện này trực tiếp giao cho Trần Bảy Roi và Lý Đại Nghị phụ trách. Yêu cầu chỉ có một, xây dựng một Vân Môn quy mô to lớn. Dù sao có 300 đệ tử Vân Môn ở đây, việc xây dựng không phải là vấn đề, thấp nhất là tu vi cấp bậc Kim Đan, xây dựng lầu các đều không phải chuyện khó. Tỷ muội Lục gia đến kiểm tra chỗ đại trận Hạ Lộ nói kia với Dương Bách Xuyên, ý tưởng của Dương Bách Xuyên rất đơn giản, không màng mọi giá phải sửa cho được đại trận.
đến lúc đó thì có thể thông qua đại trận mà đến bất cứ nơi nào của Sơn Hải giới, thuận tiện cho hắn sau này tìm kiếm người khác. Quả nhiên đi kiểm tra, đại trận đã bị hư hỏng, nhưng có thể sửa được, có điều cái giá quả thật rất lớn, Dương Bách Xuyên không thiếu minh văn trận pháp này, nhưng ngoài mấy loại nguyên liệu cần thiết ra, vẫn cần người biết tu sửa trận pháp để sắp xếp minh văn trận pháp. Điểm này Dương Bách Xuyên thật sự không làm được, đây là một đại trận truyền tống nội dung phong phú, có thể đến 4 địa hạt của đại lục Sơn Hải giới, không đơn giản. Nếu sư phụ Vân Thiên Tà chưa ngủ say thì tiện tay là có thể giải quyết, nhưng sư phụ ngủ say rồi, Dương Bách Xuyên không hiểu loại trận pháp phức tạp này, cách duy nhất là tìm một chuyên gia hiểu trận pháp truyền tống đến tu sửa. Người như vậy đi đâu tìm, Dương Bách Xuyên nhất thời thật sự không nghĩ ra, tìm muội lục gia cũng không có cách hay, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, tìm mấy loại nguyên liệu quan trọng cần thiết trước, dù sao hắn chắc chắn phải tu sửa đại trận truyền tống này, còn về người chỉ có thể từ từ tìm thôi. Trong những ngày tiếp theo, tất cả người của Vân Môn bắt đầu đại thi công, xây dựng Vân Môn mới, lần này là tông môn chân chính. Theo ý tưởng của Dương Bách Xuyên, xây 9 đại điện ở 9 ngọn núi hai cánh nam bắc núi Tiểu Giao Trì, chân núi xây cơ sở các viện Vân Môn, ở chỗ đại trận còn phải xây một Vân Thành, một thành trì thuộc về Vân Môn, chỉ cần sau này đại trận truyền tống tu sửa xong, thì chắc chắn sẽ trở thành một tòa thành lớn vô cùng phồn hoa. Hồ Tinh Thần là chỗ ở của Hạ Lộ, lập làm cấm địa, thực ra chính là hậu hoa viên của một đám nữ nhân Vân Môn, núi Hỏa Diệm thì trở thành nơi lịch luyện của đệ tử Vân Môn. Như vậy tính ra riêng thời gian thi công đã cần 5 năm để hoàn thành, hơn nữa tất cả đều là tu chân giả tham gia xây dựng. Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy không được, thời gian quá chậm, nên hắn chuẩn bị vào Vương Thành mạo hiểm một chuyến, tìm Trịnh Bân Bân nghĩ cách. Để có thể giữ được mảnh đất này của khu vực cấm phía Nam, cho người Vân Môn có một ngôi nhà yên ổn, Dương Bách Xuyên nhất định phải nghĩ cách mau chóng xây dựng xong căn cứ địa ở nơi này. Tính ra thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Theo cách sư phụ Hạ Lộ nói, vết thương nghiêm trọng của Viên Nhật Tân cũng sẽ có thể khôi phục trong thời gian 10 năm, 10 năm sau Viên Nhật Tân có đến khu vực cấm phía Nam trả thù không? Điều này Dương Bách Xuyên cho rằng chắc chắn có. Bây giờ Viên Nhật Tân và người của Thành Tán Tu còn chưa biết sư phụ Giao Long màu xanh của Hạ Lộ, Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô đã rời khỏi khu vực cấm phía Nam. Cũng tức là chỉ cần không để lộ, hắn sẽ có thời gian 10 năm kinh doanh khu vực cấm phía Nam. Phát triển Vân Môn lớn mạnh. Mà nếu bọn họ biết ba đại yêu Giao Long màu xanh, Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô đã rời đi, chỉ có hắn và Hạ Lộ thì không ổn rồi. Cho nên hắn và Hạ Lộ bàn nhau không nói cho bất cứ ai biết, nói với bên ngoài ba đại yêu đang bế quan. Chỉ cần tin tức không bị Viên Nhật Tân và khách phiêu lưu của Vương Thành mạo hiểm biết, hắn sẽ có thời gian 10 năm, trong 10 năm này nhất định phải xây dựng xong khu vực cấm phía Nam. Điều đầu tiên chính là sửa chữa phục hồi đại trận truyền tống, chỉ có xây dựng tốt đại trận truyền tống, đến lúc đó cho dù có khó khăn gì, thì cũng có thể nhanh chóng rời đi thông qua đại trận. Điều thứ hai là phải dựa vào đại trận đi Châu Tây Sơn, đến các nơi của Sơn Hải giới, một là để tìm kiếm đồ đệ và bạn bè, hai là mọi người Vân Môn cũng không thể nào mãi mãi ở một nơi không chuyển hang ổ. Là tu chân giả, nếu như không trải qua mưa gió, luôn ở dưới đôi cánh của hắn chắc tương lai cũng không đi được bao xa, đây không phải yêu, ngược lại sẽ thành hại. Hơn nữa là một người hiện đại, Dương Bách Xuyên biết rất rõ cái lợi của việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngắm nhìn thế giới. Điều này cho dù là tu chân hay là cái khác đều giống nhau. Hắn có hai nguyên nhân đi tìm Trịnh Bân Bân. Thứ nhất, nói chuyện Viên Nhật Tân bị thương cho nàng ta biết. Dù sao theo cách nói của Trịnh Bân Bân, Viên Nhật Tân là kẻ thù của nhà họ Trịnh, nếu như có thể để ông Trịnh Bân Bân tiêu diệt Viên Nhật Tân, vậy thì không còn gì tốt hơn, hắn sẽ bớt một kẻ địch, cũng là tin tốt đối với Trịnh Bân Bân. Thứ hai thì là tìm Trịnh Bân Bân để xin bản đồ của Châu Tây Sơn. Muốn xây dựng Vân Môn, đệ tử môn hạ khó tránh phải ra khỏi khu vực cấm phía Nam tìm kiếm nguyên liệu gì đó, cũng có thể là ra ngoài lịch luyện. Diện tích của cả Châu Tây Sơn quá rộng lớn, không có bản đồ đi lại chắc chắn là không được. Hơn nữa hắn còn phải đi tìm mấy nguyên liệu để tu sửa trận pháp, cũng cần biết địa điểm. Đương nhiên nếu có thể mua được ở chỗ Vương Thành mạo hiểm thì không còn gì tốt hơn. Cho nên hắn nhất định phải đến Vương Thành mạo hiểm, dù đi như vậy rất mạo hiểm, làm không tốt sẽ bị Viên Nhật Tân phát hiện, nhưng hắn nhất định phải đi. Hơn nữa hắn đã nghĩ ra một cách để đến Vương Thành mạo hiểm.
Lần này đi, hắn chuẩn bị dùng cách nguyên thần xuất khiếu đến vương thành mạo hiểm, đương nhiên không phải nguyên thần thuần túy. Hắn thu được 12 con rối kim loại ở Hoàng Lăng Đại Tần, mặc dù cấp bậc của con rối không ra làm sao, nhưng 12 con rối kim loại đều là kim tinh, là nguyên liệu thượng đẳng luyện khí, luyện con rối. Hắn chuẩn bị luyện hóa 12 con rối kim loại thành một con rối mà nguyên thần của hắn có thể khống chế, thế là có thể tiến vào vương thành mạo hiểm mà không bị phát hiện. Mặc dù con rối đen trắng ban đầu phù hợp điều kiện, nhưng con rối đen trắng là con rối chiến đấu, là con rối dựa vào linh thạch mạnh mẽ chống đỡ, sau khi nguyên thần nhập trú sẽ có phiền phức, không thuận tiện lắm. Chỉ có tự mình luyện ra một con rối có thể chứa nguyên thần mới là lựa chọn tốt nhất. Sau khi chào hỏi mọi người, Dương Bách Xuyên trực tiếp bước vào trong núi Hỏa Diệm, hỏa diễm mạnh mẽ ở núi Hỏa Diệm còn có thể gia tăng ở mức độ nhất định cho hắn thi pháp luyện chế con rối. Hắn đã từng tốn công sức cho bí pháp luyện chế con rối ban đầu để có thể thao tác con rối đen trắng. Còn về uy lực của hỏa diễm núi Hỏa Diệm không tính là gì đối với hắn, theo nhắc nhở của Hạ Lộ, Dương Bách Xuyên trực tiếp xuất hiện ở động Kim Ô núi Hỏa Diệm. Nơi này là động phủ tu luyện của Tam Túc Kim Ô, sau khi Tam Túc Kim Ô đi, giờ đây nơi này đã trở thành địa bàn của hắn. Mật thất tu luyện trong động có một giường hỏa diễm bị Tam Túc Kim Ô bày trận pháp. Có Hạ Lộ nhắc nhở, Dương Bách Xuyên tất nhiên đã nắm được pháp quyết khống chế trận pháp hỏa diễm, hắn vừa bước vào đã thấy vui mừng. Giường trận pháp hỏa diễm này của Tam Túc Kim Ô chắc là nơi tinh hoa sức mạnh của cả núi Hỏa Diệm, đúng là bảo địa thiên nhiên để luyện đan, luyện khôi lỗi. Dương Bách Xuyên tin rằng chỉ cần thêm chút pháp lực hỏa diễm của bản thân là có thể luyện hóa con rối kim loại. Trong lòng hắn nghĩ, về sau nơi này dùng làm nơi chế luyện của Vân Môn. Dương Bách Xuyên vừa vung tay 12 con rối kim loại đã xuất hiện trên giường pháp trận hỏa diễm, hắn đánh ra từng pháp quyết luyện hóa, rất nhanh 12 con rối kim loại đã bắt đầu hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, chúng đã biến thành 12 bãi chất lỏng kim loại, lơ lửng trong không trung dưới sự khống chế pháp lực của Dương Bách Xuyên. Thời gian trôi qua, Dương Bách Xuyên đánh ra từng pháp quyết rèn luyện, 12 bãi chất lỏng kim loại to như chậu rửa mặt bắt đầu nhỏ dần lại. Tạp chất bên trong bị rèn luyện ra ngoài. Màu vàng thẫm ban đầu đã trở nên tươi sáng hơn, cũng không ngừng biến nhỏ dưới sự rèn luyện liên tiếp của Dương Bách Xuyên. Sau một ngày một đêm, 12 bãi chất lỏng kim loại không biết được Dương Bách Xuyên rèn luyện bao nhiêu lần, cuối cùng đã biến thành to như nắm tay, màu sắc cũng thành màu vàng lấp lánh, tất cả tạp chất đã bị rèn luyện ra, biến thành kim tinh trong kim tinh. Cuối cùng đã đạt được yêu cầu của Dương Bách Xuyên. Rèn luyện xong xuôi, Dương Bách Xuyên giống lên, chân khí và sức mạnh thần hồn mạnh mẽ cùng bộc phát ra ngoài, bỗng nhiên hai tay đánh một lèo 999 pháp quyết vào 12 chất lỏng kim loại. Dung hợp. Tiếng dung hợp gầm lên, 12 chất lỏng kim loại được rèn luyện đến cực hạn bỗng dung hợp lại với nhau. Ầm ầm. Tiếng rung động nặng nề vang lên trong mật thất. Trong cả trận pháp hỏa diễm, muôn đạo kim quang bùng phát. Ngay sau đó là một khí thức thuộc tính kim sắc bén đến mức có thể phá hủy tất cả chợt bùng nổ, khiến Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nhưng hắn biết khí thức càng mạnh mẽ thì chứng tỏ nguyên liệu kim tinh càng tốt, tương tự uy lực con rối được luyện chế ra sẽ càng mạnh mẽ. Lúc này, kim tinh do 12 chất lỏng kim loại dung hợp với nhau đã vượt qua tầng kim loại, hoàn toàn có thể gọi là một sức mạnh mạnh mẽ. Đây cũng là bất ngờ ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Hắn chưa dừng lại, tiếp theo giai đoạn thành phôi, sức mạnh thần hồn mạnh mẽ nháy mắt đã chui vào trong một quả cầu kim tinh vừa được hợp thành, ý niệm trong đầu chợt động. Nháy mắt sau, một người có chiều cao gần bằng Dương Bách Xuyên xuất hiện, hai tay hai chân rất sống động, ngoài không có ngũ quan ra cái khác đều đủ cả, hoàn toàn là một người màu vàng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên dùng tay làm bút, dùng chân khí và sức mạnh thần hồn làm mực, bắt đầu khắc minh văn con rối và trận pháp phòng ngự lên người của người kim loại. Trận pháp minh văn khắc chủ yếu là để phòng ngự công kích, trận pháp phong tốc là chính. Lại qua một ngày một đêm, cuối cùng đã hoàn thành khắc vẽ, sau đó Dương Bách Xuyên ép ra một giọt tinh huyết bay thẳng vào trán người kim loại. Cuối cùng đã hoàn thành. Sau khi kết thúc công việc, hắn vung tay, người kim loại bay đến đứng trước mặt. Nhìn người kim loại không có ngũ quan, Dương Bách Xuyên bật cười, lẩm bẩm tự nói. Giống hệt miêu tả trong thuật luyện chế con rối cấp cao mà lão già để lại, hoàn mỹ. Mặc dù không có ngũ quan,
nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nói hoàn mỹ là vì trong thuật luyện chế con rối sư phụ Vân Thiên Tà để lại có nhắc đến luyện chế con rối cấp cao đúng là không có ngũ quan, muốn có ngũ quan chỉ cần cho nguyên thần vào, tự nhiên sẽ xuất hiện thay đổi, hơn nữa có thể tùy tiện thay đổi dáng vẻ của ngũ quan. Tốt, tuy không có mặt, nhưng đã luyện chế thành công rồi, may kim tinh mà Thủy Hoàng Đế thu thập đủ nhiều, nếu không 12 người kim loại không đủ luyện thành một con. Đặt cho cái tên đi, sau này gọi là con rối vô diện. Dương Bách Xuyên cười lẩm bẩm, hít sâu một hơi, hắn nói, nguyên thần xuất khiếu, nhập chú. Ngay sau đó nguyên thần của hắn trực tiếp chui ra ngoài, bay vèo vào trán của con rối vô diện. Rồi một cảnh thần kỳ xuất hiện, con rối vô diện vốn không có ngũ quan đã xuất hiện ngũ quan, nháy mắt trở nên rõ ràng, giống Dương Bách Xuyên như đúc, điểm khác biệt duy nhất chính là làn da màu vàng nhạt, nhưng điều này không quan trọng. Dương Bách Xuyên thử cử động tay chân, vô cùng linh hoạt không có bất cứ trở ngại nào, không khác gì cơ thể của mình, khống chế tự nhiên. Lúc này hắn mới biết thuật con rối lão già kia để lại đáng quý cỡ nào. Nhảy nhót một lát, Dương Bách Xuyên dừng lại, đột nhiên kêu quái, địch, mẹ nó sơ suất quá rồi, vậy mà quên luyện ra một cái chim nhỏ. Nhìn thân thể kim loại trần truồng, Dương Bách Xuyên buồn bực muốn chết, vẻ mặt đau khổ. Luyện chế con rối là luyện chế dựa theo thân hình của bản thân, nhưng Dương Mỗ đã quên mất thứ quan trọng nhất của nam nhân, trong lòng luôn cảm thấy không dễ chịu, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể tự an ủi trong lòng, nói, không sao chỉ là thân thể của một con rối thôi. Tự thôi miên có hiệu quả, sau đó Dương Mỗ lấy ra một bộ quần áo mặc lên, tháo nhẫn chữ vật trên người bản thể xuống đeo vào, rồi chuẩn bị ra ngoài. Đương nhiên bản tôn ở lại chỗ này, hắn triệu hồi ba con hỏa vân khuyển và vượng tử tới, căn dặn ở đây bảo vệ bản tôn của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bây giờ hắn là trạng thái nguyên thần xuất khiếu, nếu bản tôn xảy ra chuyện, đến lúc đó Dương Bách Xuyên khóc cũng chẳng kịp. Có điều vẫn thấy không yên tâm, hắn lại triệu hồi tỉ muội Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc ra. Bái kiến tiên sinh. Thấy Dương Bách Xuyên, ba người hành lễ, nhưng Dương Bách Xuyên lại đứng yên không động đậy. Ngược lại người sắc mặt màu vàng bên cạnh nói, đừng kinh ngạc, ta nguyên thần xuất khiếu rồi, cái này là một con rối luyện chế. Thu Nhi theo ta ra ngoài làm việc, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ ở đây hộ pháp, trông coi bản tôn của ta, không được để bất cứ ai tới gần. Cần tuân mệnh lệnh của tiên sinh. Lúc này Dương Bách Xuyên mới yên tâm, dẫn Ngô Mặc Thu xuống núi Hỏa Diệm, bay thẳng đến Vương Thành mạo hiểm. Trên đường đi, Ngô Mặc Thu ở trạng thái ẩn thân. Vừa đi vừa nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Tiên sinh, về sau chúng ta có thể giữ được nơi này không? Trong 10 năm sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng 10 năm sau rất khó nói, cho nên bây giờ ta đang đến Vương Thành mạo hiểm nghĩ cách. Tiên sinh, ngươi đi tìm Trịnh cô nương kia sao? Ừ. Tiên sinh, ngươi thích Trịnh cô nương à? Đừng nói bừa, bọn ta là bạn bè. Ồ. Không phải ta nói. Thu Nhi, sao giờ ngươi cũng trở nên bát quái như vậy, tu luyện cho tốt mới là việc chính biết không? Bây giờ Phong Đô Quyết tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Hi hi, Ngô Mặc Thu tinh nghịch cười nói, tiên sinh, mấy ngày trước ta vừa mới đột phá, bây giờ Phong Đô Quyết đã tu luyện đến giai đoạn trung phẩm tầng thứ 5. Trung phẩm tầng thứ 5, vậy là tương đương với cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ rồi, không tệ nha, tiếp tục cố gắng, bây giờ ngươi đã là cao thủ của Vân Môn ta. Cao hơn cả tỷ muội Lục gia rồi. Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc. Mấy năm gần đây, ba quỷ tu đều đang bế quan tu luyện, hắn cũng không hỏi đến, không ngờ Ngô Mặc Thu đã im hơi lặng tiếng tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, tỷ muội Lục gia mới là giai đoạn Nguyên Anh Sơ Kỳ. Không thể không nói quỷ tu Ngô Mặc Thu này có thiên tư chắc việt, không hổ là người sư phụ từng khen ngợi. He he, cảm ơn tiên sinh đã khen, Thu Nhi nhất định sẽ cố gắng. Ta muốn mãi mãi ở bên cạnh tiên sinh, làm cái bóng của tiên sinh. Trông dáng vẻ Ngô Mặc Thu như thiếu nữ tuổi thanh xuân, nhưng tính cách nói chuyện vẫn là bé gái. Sau khi nhận được sự khen ngợi của Dương Bách Xuyên, nàng rất vui mừng. Nhưng trong lòng lại biết rõ, nàng muốn mãi mãi làm cái bóng của tiên sinh, thì chút cố gắng này còn lâu mới đủ. Không thấy bây giờ tiên sinh đã là tu vi xuất khiếu hậu kỳ rồi sao? Cho nên ngoài miệng Ngô Mặc Thu cười nói. Trong lòng lại nghĩ nhất định phải cố gắng tu luyện hơn nữa mới được. Ừ, con đường tu luyện chăm chỉ khổ luyện là điều kiện cơ sở, nhưng cũng không nên cố ý cưỡng cầu,
đến cấp bậc Nguyên Anh không phải chỉ cố gắng là được, cưỡng chế tu luyện kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược, quan trọng là ở cảm ngộ. Thu Nhi hiểu, tiên sinh yên tâm đi. Hai người vừa đi vừa nói, bất giác Phương Thành mạo hiểm đã xuất hiện trong tầm mắt. Lúc tới gần, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, trên mặt hắn sinh ra biến đổi, ngũ quan biến thành một thanh niên mày kiếm mắt sáng, chỗ tốt lớn nhất của con rối vô diện này chính là biến hóa. Dương Mỗ biến bản thân thành một gương mặt khôi ngô khiến nữ nhân nhìn thấy là muốn chảy nước miếng, rồi hắn nhìn Ngô Mặc Thu, hỏi Thu Nhi, đẹp trai không? Hi hi, tiên sinh đẹp trai, nhưng chỉ là sắc mặt vàng quá rồi, sẽ không bị người nhận ra tiên sinh là thân con rối chứ. Ngô Mặc Thu ở trạng thái ẩn thân nói chuyện với Dương Bách Xuyên, rất tinh nghịch hỏi. Ừ, đây là con rối kim loại, mặt vàng là bình thường, tu sĩ tu chân giới vô cùng kỳ quặc, chắc không sao đâu, vả lại nguyên thần của ta là hàng thật giá thật. Hơn nữa người phải tin tưởng bí thuật luyện chế con rối của ta là bí thuật đỉnh cấp thế gian, người bình thường đừng hòng nhìn thấu. Yên tâm đi, không sao. Dương Mỗ nói khoác không biết ngượng, chém gió với Ngô Mặc Thu. Ừ, tiên sinh lợi hại nhất, Ngô Mặc Thu lại cứ là fan não tàn của Dương Mỗ, nói cái gì cũng tin. Ha ha, vậy ta yên tâm rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên rất hào nhoáng. Sau đó hắn nghênh ngang bước vào Vương Thành mạo hiểm, cơ thể bây giờ là kim tinh, nguyên thần là bản tôn của hắn, ngoài da rẻ hơi vàng ra, thì đúng là một người tóc vàng đẹp trai. Có điều khuyết điểm duy nhất là trong người hắn không có chân khí, chỉ có thể dùng sức mạnh nguyên thần, vì dù sao đây cũng là con rối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.